Cổ thân từng muốn cải biến tất cả, nhưng trong lòng thì vẫn mê vóng, không biết phải cải biến thế nào. Trực tiếp giết thanh long chạy không phải là một biện pháp tốt. Cổ thân đến cốc gia trang, không chỉ lĩnh hội niềm vui của thôn dân mà cũng lĩnh hội cả phấn nộ. Bi thường, chấp mắt, lại một năm nữa qua đi. Năm thứ sáu, một đội quan binh đến cốc gia trang xưng là vây bắt sơn phỉ. Ở lại cốc gia trang nửa tháng, ăn hết bao nhiêu lương thực, trước khi đi còn mang theo không ít. Nhưng sơn phỉ thì một tên cũng không bắt được. Cuối năm, thanh long chạy lại đến thu cống phẩm năm nay. Cương đạo thanh long chạy không nhiều, chỉ hơn 30 người nhưng mang theo hơn trăm con tráng mã, từ ngựa đã cưỡi, số còn lại dùng để gù lương thực. Cốc gia trang tổng cộng có hơn 200 hộ, nhân số khoảng ngàn người, trong đó già trẻ phụ nho hơn 600, nam từ, từ 15 đến 45 tuổi gần 400 người. Một thôn trang gần 400 người chiến đấu lại run rẩy trước hơn 30 tên cường đạo. Trong tay đám cường đạo đều cầm mã đao sáng loáng, dài 4 thước, hơn 30 thanh mã đao vung lên, làm người ta không khỏi hoa mắt chóng mặt, tâm sinh sợ hãi. Năm nay cốc gia trang thu hoạch nhiều hơn năm ngoái hồng thủy, vốn dĩ đủ để nộp cống phẩm nhưng vì chúng quan binh ăn ở nửa tháng, còn mang theo rất nhiều lương thực, nên lương thực năm này thấp nhất trong lịch sử. Nộp xong cống phẩm mà vẫn còn thiếu hơn 2 ngàn cân, cần phải giao nộp hơn 20 thiếu nữ từ 15 đến 25 tuổi cho Thanh Long trại. Cô này, cô này và cả cô này, Thanh Long chạy tam đương ra cầm mạ đao sáng choang lần lượt chỉ vào từng thiếu nữ. Đột nhiên, mắt tam đương ra sáng quắc, vội vàng tiến lên trước, chỉ mạ đao trong tay vào một thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh thiếu niên tuấn giật. Thiếu niên tuấn giật này không ai khác chính là Trương Viễn. 16 năm trước cùng bọn cốc trần kết thành bát bài chi giao, 6 năm trôi qua, Trương Viễn đã thành một thiếu niên 16 tuổi tuấn giật. Thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh là mỗi muội Trương Tiêu, nhỏ hơn Trương Viễn 2 tuổi, năm nay mới 14 tuổi mà đã là mỹ nhân tuyệt sắc. Đại nhân, nó vẫn chưa tròn 15 tuổi. Phụ thân Trương Viễn nhất thời lao ra, quỳ xuống trước mặt Tam Đương gia. Cút, Tam Đương gia giơ chân đá phụ thân Trương Viễn lăn ra đất quát. Không ngờ chỗ này vẫn còn một tuyệt sắc mỹ nhân, ha ha, lão tử muốn nàng mấy thiếu niên đồng thời chặn trước mặt trương tiêu chính là cốc trần cốc châu thành chiến từ mã diên trừng viễn trong tay họ đồng thời vang lên bốn chữ đến nghịch giá hữu sinh cốc trần cốc châu thành chiến trừng viễn quan kỳ từ mã diên trong sáu người Thành chiến lớn nhất đã 17 tuổi cốc châu từ mã diên nhỏ hơn 15. ba người còn lại cùng 16, đều là thiếu niên huyết tính ở cái tuổi dễ động tâm với dị tính nhất trương viễn thường ngày bảo vệ muội muội của mình không nói làm gì năm người còn lại trong lòng cũng rất nâng niu đóa hoa xinh đẹp này Thanh Long chạy tam đường ra cầm mã đao chỉ vào các thiếu nữ, sáu người đã cảm thấy rất phẫn nộ. Lần này chỉ đúng trương tiêu, càng khiến sáu người huyết tính trùng đầu. Đúng lúc quan trọng, cổ thần dùng kình ca tự nhiên chi thanh vô thượng thần thông. Nói một câu nghịch giả hữu sinh, ở đây không ai nghe thấy, chỉ vang lên bên tai sáu người. Nhất thời thổi bùng ngọn lửa trong lòng họ, thấy tam đương gia lao đến, thôn dân ai cũng tránh. Chỉ còn cốc trần sáu người chặn trước trương tiêu, tam đương gia đại nổi, quát, chết đi. Chân vừa nhấc, mà đao sáng loáng trong tay liền bổ ra trước. Thanh Chiến hét vang một tiếng, lao lên. Tuổi mới 17, Thanh Chiến đã trở thành một cự hán cường tráng thân cao 1m9. Là đại lực sĩ của quốc gia Trang, hai cánh tay đủ nâng ngàn cân chi lực. Tam đương gia mạ đào vẫn chưa bổ xuống, Thanh Chiến đã một quyền đánh ra. Trùng cánh tay của Tam đương gia, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay Tam đương gia nhất thời gãy gập. Mã đao loáng lên, rơi xuống bên cạnh. Tam đương gia ôm chặt cánh tay, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Có người dám phản kháng đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đồng thời tam đại đương gia bị thương khiến chúng đạo tắc đại nộ tiếng vó ngựa vang lên mạ đao trong tay vung sáng loáng thúc ngựa lao vào sáu người người đầu tiên hai chân dẫm mạnh trực tiếp nhảy xuống từ lưng ngựa mạ đao sáng loáng bổ ra một đường quang mang lấp lánh chém thẳng vào đầu thành chiến thanh chiến lăn mình trên mặt đất nhặt lấy mạ đao tam đương gia đánh rơi bỏ dậy lúc này đã thế thành nước lửa không phải người chết thì là ta vong cốc trần quát lớn một tiếng các hương thân xử lý đám cầu tặc này chỉ là lời cốc trần không nhận được quá nhiều hưởng ứng dưới mã đao sáng loáng các thôn dân ai cũng sợ run người hai chân không ngừng run rẩy chỉ có phụ mẫu sáu người thấy con mình nguy hiểm nhất thời lao ra cùng một số người họ cốc cũng nhặt khúc gỗ bên cạnh theo sát phía sau có khoảng sáu bảy mươi người lao đến nhưng trong tay họ không có ngựa cũng không có đao sắc đối diện với gần 30 tên cường đạo cưỡi ngựa trong tay cầm mã đao thực lực hoàn toàn không tương xứng mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên nhất thời có mấy người bị chém ngã xuống đất những thôn dân phía sau thấy vậy đàm khi tán tấn hai chân mềm nhún quỳ dạp xuống đất toàn thân run rẩy kẻ nào dám phản kháng ta chém kẻ đó thành thịt nát tam đương ra hai mắt tràn đầy nộ khí rít lên trong cổ họng thân ảnh bên cạnh loáng một cái một tên cường đạo loạn chọn lùi về phía hắn tam đương gia định giữ lại hắn thì phát hiện máu tươi đang trào ra từ miệng và người này đã tắt thở một nằm đấm xuất hiện trong mắt tam đương gia sau đó biến lớn trong giây lát cốc trần xuất thủ như điện một quyền đánh ra thịt một âm thanh trầm đục cốc trần thu hồi nắm đấm trên mặt tam đương gia bị đánh ra một dấu tay sâu hoắm không kịp tiêu thảm đã thiệt mạng cơ thể cốc trần sau khi trình hợp một giọt sinh mệnh tinh nguyên của cổ thần sức mạnh trở nên càng cường đại mấy năm nay cốc trần kinh ngạc phát hiện từ sau lần đi tử vong cốc thân thể hắn so với trước mạnh hơn rất nhiều sức mạnh ăn hàm thậm chí còn lớn hơn thành chiến chỉ là hàn giấu sức mạnh trong cơ thể chứ không chuyển hiện như thành chiến không chỉ sức mạnh thân thể cốc trần còn rất linh hoạt xuất quyền như điện một quyền đánh ra cương đạo không chết thì bị thương Thành chiến tay cầm một thanh mã đào mã đao chém đến đâu mã đao trong tay cường đạo hoặc là bị đánh bay hoặc là bị thành chiến chém thành hai nửa sau đó bổ xuống đầu tuyệt đại bộ phận thôn dân không động thôn dân để đứng cứu sáu người lúc nãy mặc dù nhân số không ít nhưng vẫn không phải đối thủ của cường đạo cốc châu trương viễn quan kỳ từ mã diên bốn người mặc dù sức mạnh không nhỏ nhưng cũng chỉ có thể giữ thế cân bằng với một cường đạo thành niên gần 30 đạo tặc toàn dựa vào cốc trần và thành chiến hai người chém giết trang diện thập phần tàn liệt không ngừng có cường đạo chết dưới tay cốc trần và thành chiến cũng có thôn dân không ngừng chết dưới tay cường đạo nhưng cốc trần và thành chiến di dũng không phải 10 người có thể địch nổi cường đạo dưới sự giết chóc của hai người càng ngày càng ít càng lúc thế càng mỏng thôn dân còn lại vẫn không dám động thanh long chạy cường đạo không chỉ có 30 tên đến 300 tên còn chưa đủ phải hơn ngàn người đều là nam tử tinh tráng có thể chinh chiến giết 30 tên cường đạo này sẽ bị thanh long chạy điên cùng báo thù họ nhìn cảnh tàn sát trước mắt nhưng nỗi sợ trong lòng khiến họ có chút cho lì thậm chí sản sinh nhu nhược nghĩ rằng phản kháng sẽ càng chọc giận thanh long trại khiến họ cũng bị liên lụy một trận huyết chiến 30 đạo tập thanh long chạy tất cả đều chết cốc trần cốc châu trừng viễn thanh chiến quan kỳ từ mã diên 6 người đều bảo toàn tính mạng nhưng thôn dân chết dưới tay cường đạo không chỉ 30 người hơn nữa trên cơ bản đều là người thân của họ trong góc gia trang vang lên những giống bi phẫn của 6 người lúc nãy chẳng diện hỗn loạn người thân rời đi không kịp bi thương nhưng bây giờ cả sáu người đều đang ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng một lão thôn dân từ đám đông bước ra nói với bọn cốc trần các ngươi chọc giận thanh long trại đại đương gia nhất định không bỏ qua cho các ngươi đâu cả cốc gia trang rồi sẽ bị liên lụy đám yêu tinh hại người các ngươi đúng là hại người hại cả mình thanh long trại cường đạo đã chết những thôn dân còn lại mặc dù vẫn còn sợ thanh long trại nhưng không còn sự uy hiếp trực tiếp thân thể không còn run rẩy nữa nghe lão thôn dân nói vậy không ít thôn dân chỉ chỉ trò trò bọn cốc trần ngữ khí có vẻ trách mắng nói là làm nên lụy đến họ đao quang lóe lên một đầu người rơi xuống lão thôn dân thân thể còn đứng ở đó đầu lâu đã bay ra xa máu tươi từ cổ ông mộc trào ra cốc trần tay cầm mã đao đứng bên cạnh thi thể không đầu của lão thôn dân trên mã đao vẫn còn vết máu loang lổ hắn dùng đôi mắt bạo nộ nhìn khắc một lượt thôn dân quát nói còn ai dám nói thêm câu gì ta sẽ chém đầu kẻ đó nói xong cốc trần đá chân thi thể không đầu của lão thôn dân đổ vật xuống đất phụ mẫu đều đã thiệt mạng dưới tay cường đạo vậy mà những thôn dân này lại chỉ biết khoanh tay đứng nhìn trong lòng cốc trần sớm đã nộ hỏa ngút trời sát tâm đột khởi từ giây phút này cốc trần trưởng thành từ cốc gia trang tâm cảnh phát sinh biến hóa cực đại nhu nhược và tòng thuận chỉ có thể mang đến áp bức chứ không thể mang đến tôn nghiêm năm người còn lại mặc dù không bằng lòng với thủ đoạn của cốc trần nhưng người thân của họ cũng thiệt mạng ai cũng đang ở trong nộ hỏa nên không lên tiếng ngăn cản cổ thần ở trong căn nhà gỗ của mình tất cả những gì trong thôn hắn đều cảm nhận được hết hắn liếc nhìn cốc trần mặc dù cách cự ly rất xa còn có vô số cây cối che chắn tầm nhìn nhưng trong ánh mắt hắn vẫn lộ ra một tia quỷ dị cuộc đời cốc trần phát sinh kẻ biến đón nhận một chương mới đối với tương lai sắp tới cổ thần trong lòng càng hiếu kỳ càng là nhân sinh nhiều trắc trở càng ân hàm đạo mặc dù đạo chỗ nào cũng có trong cuộc sống bình thường cũng tồn tại nhưng nếu một lĩnh ngọ đạo trong cuộc sống bình thường tựa hồ không thể cho dù qua ngàn năm vạn tái cũng khó có thể chạm đến đạo chỉ có trong nhân sinh kịch tính mãnh liệt mới tập trung thiên địa đại đạo để quan sát và ngộ lần này nhân sinh cốc trần bắt đầu biến hóa tâm cảnh cũng chuyển biến theo Cổ thần quan sát mà trong lòng cũng có cảm ứng vi diệu. Cốc Trần sinh ra và lớn lên ở Cốc Gia Trang, đương nhiên biết Thanh Long chạy cường đại. Mấy chục trang thôn gần đó, mỗi năm đều bị Thanh Long cốc áp bức, nhưng không dám nổi giận cũng chẳng dám lên tiếng, cưng đạo thu nạp cống phẩm bị giết. Trong đó còn có tam đương gia Thanh Long chạy. Cốc Gia Trang khẳng định sẽ bị Thanh Long chạy điên cùng báo thù. Cốc Trần, Thanh Chiến rủ dũng, nhưng dựa vào sức hai người đối kháng cả Thanh Long chạy khẳng định là không thể. Chuyện này Cốc Trần biết, muốn đối phó với Thanh Long chạy không thể một mình chiến đấu ánh mắt cốc trần dừng trên người chúng thôn dân nói đám cầu tập thanh long chạy chết ở cốc gia trang bất luận các người có động thủ hay không đều bị thanh long chạy coi như kẻ thù chỉ có một con đường chết chỉ có nghe theo sự sắp xếp của ta cùng thanh long chạy huyết chiến đến cùng mới có đường sống các người cầu sinh hay cầu tử các người tự mình lựa chọn những lời cốc trần nói chúng thôn dân không phải không hiểu thế nhưng một đối kháng với thanh long chạy thì họ vạn phần không dám trong lòng họ vẫn còn một chút hy vọng dù sao người không phải mình giết chỉ cần mỗi năm mình cống nạp đầy đủ có lẽ sẽ không tìm mình gây chuyện lão ấy phụ nho không nói làm gì nam tử có thể chiến đầu vẫn còn hơn 300 người nhưng chỉ có 100 người bước đến phía sau cốc trần hơn 200 người còn lại trong lòng vẫn còn em sợ thanh long trại không dám phản kháng cốc trần tiến lên phía trước tóm lại một nam tử tráng kiện tuổi độ 30, nói tại sao ngươi lại lựa chọn cái chết nam tử này nói cùng ngươi phản kháng thanh long trại mới là đường chết người của thanh long trại không phải chúng ta giết thanh long trại cần chúng ta ra nộp cống phẩm sẽ không giết chúng ta đâu đi theo người mới là tự sát hai mắt cốc trầm đột nhiên trở nên âm trầm nói thanh long chạy không giết người nhưng ta sẽ giết người lời vừa dứt đao quang lóe lên đầu nam tử này tung lên máu tươi như sóng chiều từ trong cổ hắn trào ra đôi mắt đầu lâu còn đầu kinh ngạc hoàn toàn không ngờ cốc trần sẽ hạ sát thủ lại thêm một người bị cốc trần giết thôn dân còn lại sắc mặt đại biến nhìn cốc trần như nhìn sát thủ đội lốt đại ca họ đều là người cùng thôn không đi theo ta thì thôi có gì phải cùng hoành giết chết người ta giọng nói quan kỳ vang lên từ phía sau họ mặc dù là thiếu niên huyết tính nhưng không phải cuồng mà giết người cốc trần một lúc giết liền hai thôn dân khiến mọi người sắc mặt không vui cốc trần đối với lời nói của vu quan kỳ không hề để vào tai hắn quét mắt nhìn về phía thôn dân quát đi theo ta phản kháng thanh long trại sống người sợ chết chết cốc trần biết rõ chỉ có đem tất cả mọi người buộc cùng một chỗ mới có thể đại chiến cùng thanh long trại một trận nếu không chỉ có một con đường chết mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải buộc tất cả mọi người lại với nhau từ trong lời nói của cốc trần chúng thôn dân cảm nhận được nồng đậm sát cơ từ dấu hiệu vừa rồi, nếu có bất kỳ người nào có can đảm không theo, Cốc Trần chắc chắn sẽ không do dự chặt đầu người đó xuống làm gương. Thanh Long chạy hung danh ngập trời, nhưng giờ phút này sát danh của Cốc Trần tại đây còn cao hơn. Tình nguyện cũng được, không tình nguyện cũng được. Tất cả thôn dân đều bị sát danh của của Cốc Trần uy hiếp mà đi đến sau lưng hắn. Mặc kệ đám thôn dân này có thật tâm hay không thật tâm phản kháng lại Thanh Long chạy, ít nhất hiện tại đã đều nhất trí, chỉ cần bọn họ đi vào con đường chống lại Thanh Long chạy, thì về sau lựa chọn đã không còn là quyền của họ nữa rồi. Dù sao số người muốn phản kháng cũng đã chiếm đa số rồi. Đen nam tử cốc gia thôn có thể chiến đấu gom lại một chỗ. Trừ đi hơn 10 người vừa mới chết thì vẫn còn được 388 người. Cốc Trần đem 388 người này chi thành 6 đội ngũ, 6 huynh đệ bọn hắn mỗi người mang một đội. Cốc Trần mang 99 người cộng thêm hắn là tròn 100, Cốc Thuyền, Trương Sa, Quan Kỳ, Tư Mã Duyên mỗi người mang theo 49 người là tròn 50 người một đội. Còn lại 87 người đều cho thành truyền đái lính. Cốc Trần đem những thôn dân không thật tâm đối kháng với Thanh Long Trại phân tán trong các đội ngũ lại để cho người khác giám thị. Nếu phát hiện người có dị tâm lập tức giết không tha. Sau khi phân đội xong, Thành truyền nói: Đại ca, những thôn trang gần đây cũng đều chịu ước hiếp của Thanh Long Trại, từ sớm đã chịu không nổi nữa rồi. Chúng ta sao không hô hào lên để tụ tập thêm càng nhiều người muốn phản kháng Thanh Long Trại? Lúc đó thức lực của chúng ta sẽ càng mạnh thêm. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực đánh bại đám cổ tặc Thanh Long Trại đi. Cốc Trần nói: Nói người đầu óc ngu sĩ quá đúng mà ngươi cho rằng ngươi hô một tiếng là người ta sẽ quán đít chạy tới à ngươi đừng có mơ nghe theo mệnh lệnh của ta mang theo đội ngũ của mình tiến hành bố trí cùng với hợp tác huấn luyện từ giờ khắc này trở đi cấm bất luận kẻ nào rời khỏi cốc gia thôn một bước kẻ nào dám tiết lộ tin tức trong góc gia thôn lập tức giết không tha một cái góc gia thôn phải thông qua giết người uy hiếp mới có thể miễn cưỡng đem toàn bộ thôn dân tụ tập cùng một chỗ phản kháng lại thanh long trại nhưng chỉ như vậy mà muốn kêu gọi những thôn trang khác thì có khác gì nằm mơ ngược lại có khi vừa hô hào lên thì tin tức đã lọt tới tai thanh long trại nói không chừng còn chưa có bao nhiêu người tới đây mà nếu có tới cũng là toàn quân ông hợp lúc đó thanh long trại đại đương ra phái toàn bộ binh lực dưới trường tới chinh phạt thì cho dù có tụ tập được thêm mấy ngàn thôn dân cũng chỉ là để cho người ta giết thêm mà thôi cho nên lúc này biện pháp duy nhất là phong tỏa tin tức thanh long trại chi biết là mấy người đi cốc ra thôn thu cống phẩm không trở về cho dù có thể đoán được nguyên nhân Thanh Long chạy muốn phái người tới trả thù một cái cốc gia thôn cũng sẽ không phải đi bao nhiêu người, Thanh Long trại chính là hang ổ của bọn chúng, dây thủ khó công, trừ khi bắt đắc dĩ, sẽ không thể nào khinh suất điều động toàn bộ binh lực. Nếu không có lực lượng phòng thủ mạnh mẽ ơ Lê thì ván nhất bị quan bình đánh lén thì hối hơn không kịp. hổ, mọi việc phát sinh trong cốc gia thôn, Thanh Long trại cũng không thể nào biết được. Theo tình huống bình thường thì đại đương gia của Thanh Long trại cũng chỉ phải khoảng 300 người tới cốc gia thôn điều tra một phen. 300 cường đạo mỗi tên đều là giết người như ngóe, mà người có thể chiến đấu trong cốc gia thôn cũng chỉ có khoảng 400 người cái kia còn không đủ uy hiếp sao cốc trần an bài ổn thỏa hết thể liền đem 100 con tuấn mã phân phối cho người trong đội ngũ của mình tổ kiến một chi tiểu kỵ binh đây chính là lực lượng trọng yếu nhất của thôn hiện tại cái bách nhân đội này có bảy thành đã ngoài đều là thật tâm muốn phản kháng thanh long trại cốc trần bổ nhiệm một vị nam tử làm đội trưởng tạm thời hướng dẫn các thôn dân huấn luyện sau khi ăn bài thỏa đáng cốc trần liền đi tới chỗ ở của cổ thần tại tử vong cốc Cổ thần ở tại cốc gia thôn 6 năm, bình thường đều sinh hoạt giống như các thôn dân. Cổ thần chính mình đã đạt tới ít cốc cảnh giới nên cũng không cần ăn bất kỳ thứ gì. Do đó lương thực tích lũy trong nhà hẳn cũng ngày càng chất đông. Bởi vì cổ thần thường này cũng ít lộ mặt, luôn ở lại phụ cận tử vong cốc. Mà lương thực hàng năm của hắn đều chủ động đưa ra cho mọi người, cho nên các thôn dân trừ khi tới chỗ hắn mượn điểm lương thực thì cũng rất ít khi liên hệ. Người quen thuộc với cổ thần ở trong cốc gia thôn cũng chỉ có mấy người cốc trần, cốc thuyền, thanh chiến, trương viễn, quan kỳ, tư mã duyên sáu người mà tao bởi vì cổ thân là người đã chứng kiến sáu người họ kết nghĩa huynh đệ đương nhiên trong sáu người chỉ có cốc trần là quan hệ gần với cổ thần nhất thường xuyên chạy tới chỗ của cổ thân chơi cốc trần từ cái năm gặp được cổ thần trong tử vong cốc về sau thân thể ngày càng biến cường mà cốc trần cũng không phải người ngu ngốc gì liên tưởng đến cảnh bị con sư tử mạnh mẽ kia xé xác trong mơ trực giác nói cho hắn biết cổ thúc là một người không đơn giản cổ thân bởi vì danh tự của cốc trần và cũng bởi vì cốc trần là người để hắn trực tiếp quan sát trong quá trình ngộ đạo lần này cho nên đối với cốc trần hắn cũng rất hiền lành trừ một ít không nên cho người thường biết ra căn bản là cốc trần có nghi vấn gì hắn đều giải đáp cốc trần giờ phút này đã gặp phải thời kỳ phi thường chuyên biến mấu chốt trong cuộc đời hắn tuy vẻ ngoài hắn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất hoang mang mà trong cả cốc gia thôn lúc này cũng chỉ có cổ thần là người hắn có thể linh giáo được đối với tương lai cho dù là cổ thần cũng không thể nào nhìn thấu được bất quá đối với biểu hiện của cốc trần hắn cũng rất tán thưởng nói người làm không sai chỉ có như vậy mới có thể khiến toàn thôn đoàn kết lại như vậy mới có hy vọng đối kháng với thanh long trại bất quá phòng bị đối với thanh long chạy người không thể chờ tới ngày mai buổi tối hôm nay thanh long chạy thấy có người chưa trở về sẽ lập tức phái người tới đây là cường đạo nên chúng đều có thói quen giết người phóng hỏa sức chiến đấu viễn siêu thôn dân mà hiện giờ thôn dân có thể chiến đấu cũng chỉ có hơn 300 người các ngươi muốn giành thắng lợi là quá khó khăn nếu như số lượng cường đạo tới đây hơn 400 thì các người chắc chắn chết cốc trần nghe vậy thì lập tức hỏi cổ thúc chúng ta vậy vào làm thế nào mới có hy vọng thắng cổ thần nói mai phục trên con đường mà thanh long chạy muốn tới đây phải đi qua tiến hành phục kích như vậy cho dù người của thanh long tại tới đây có nhiều hơn chút nữa sau khi bị phục kích cũng sẽ trở tay không kịp mà đại bại chuyện sau đó hẳn là người đã biết làm thế nào cốc trần nói đánh bại thanh long trại thì thực lực của thanh long trại sẽ hao tổn nhiều mà di khí của chúng ta sẽ nâng cao đến lúc đó vung tay hô hào chắc chắn sẽ có thôn trang khác hưởng ứng đến khi đó cho dù đại đương gia của thanh long trại có mang toàn bộ lực lượng tới đây thì ta cũng muốn cho hẳn vẫn mạnh ban đêm không ngoài cổ thân sở liệu đại đương gia của thanh long trại phát hiện người đi thu cống phẩm ở cốc gia thôn không trở về lập tức sinh gân ha Phái nhị đương gia xuất lĩnh 510 suốt đêm đi tới cốc gia thôn điều tra hạ lạc của tam đương gia. 500 người trong tay cầm đao loáng bóng vung vầy hung hổ tiến tới cốc gia thôn. Đại đương gia đã hạ lệnh nếu tam đương gia có mệnh hệ gì thì dùng tính mạnh toàn bộ cốc gia thôn bồi táng theo. Thanh long chạy thu thập cống phẩm cũng phải mấy chục thôn trang. Cho nên có thiếu mất một cái cũng không không hề gì. Mà còn có tác dụng giết gà dọa khỉ để cho đám thôn dân còn lại không dám sinh lòng phản kháng. Nhắc cửu lưỡng tiện, nhưng sự tình đã vượt quá dự đoán của đại đương gia. Nhị đương giá xuất lĩnh 500 cường đạo đi tới cái cốc gia thôn khoảng 6 dặm tại chỗ một tiểu sơn cốc thì bị cốc gia thôn mai phục. Bọn hắn vừa mới đi tới đầu sơn cốc thì một loạt lao đột nhiên phòng tới, phòng chứng trăm cái. Lập tức có vài chục tên cường đạo bị đâm xuyên lồng mực chết tại chỗ. Lượt lao đầu tiên vừa qua thì đợt thứ hai đã tới khiến đám cường đạo sợ hãi nhanh chóng lùi vào trong sơn cốc. Mà giờ phút này, hai bên vách núi lại có vô số cự thạch lăn xuống. Mỗi khối cự thạch đều cao cỡ nửa thân người, bị cự thạch đập trúng nhẹ thì bị trọng thương nặng thì lập tức mất mạng vừa bị ném lao, lại bị cự thạch đè xuống khiến 500 cường đạo liền mất đi một nửa. Đám cường đạo còn lại thì hồn phi phách tán, hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài sương cốc. Lúc này nhân số cũng đã tổn thất 2 phần 3, còn thừa lại chưa tới 200 người hoảng loạn tới cực độ. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một đội kỵ binh từ bên sườn núi sông tới. Cốc Trần xun trận phía trước, trong tay cầm thanh loan đao sảng bóng một đao vung lên lập tức liền có một cái đầu của một tên cường đạo văng ra hai trăm cường đạo vốn là một cỗ lực lượng cường đại nhưng giờ phút này lại bị một cố kỵ binh một trăm người giết cho không còn manh giáp mà phía sau lại có thành chiến trương sa cốc thuyền quan kỳ tư mã duyên bộc họ bao quanh giết toàn bộ những tên cường đạo chạy trốn cuối cùng nhị đương già cũng chết dưới đao của cốc trần toàn bộ năm trăm tên cường đạo chạy trốn không được năm mươi tên đại ca những tên bị thương xử lý thế nào sau cuộc chiến trương sa hỏi giết cốc trần lạnh nhạt nói Trương Sa kinh hô, tổng cộng có hơn 130 tên lận đó, giết, một tên cũng không lưu. Thanh âm mạnh lẽo của Cốc Trần một lần nữa vang lên. Trương Sa một lần nữa nhíu mày hỏi, còn hơn 90 tên đầu hàng thì sao? Giết, một tên cũng không lưu. Giọng điệu của Cốc Trần vẫn lạnh lùng như trước vang lên. Trương Sa khẽ cắn răng, thở dài một hơi nói, "Vâng, một trận chiến này, Cốc gia thôn giết 455 tên địch, không tù binh, không thương binh." Đến ngày thứ hai, trận chiến này đã chuyển khắp các thôn trang phụ cận tên cốc trần nhất thời vang dội cốc trần vung tay hô hào muốn diệt trừ thanh long trại chỉ trong một ngày số thôn dân đến tụ tập đã vượt hơn hai ngàn cộng thêm người vốn có trong cốc gia thôn thì binh lực của cốc trần đã hơn hai ngàn sáu trăm người cốc trần thanh chiến mỗi người đều mang theo một đội hơn năm trăm người cốc thuyền trương sa quan kỳ tư mã duyên mỗi người mang đội bốn trăm người trong chốc lát đã có một đội ngũ chiến đấu khá cường đại đại đương gia của thanh long trại giận giữ điều đài lĩnh một ngàn tên cường đạo muốn vì nhị đương gia và tam đương gia báo thủ thanh long vốn không phải là tên của đại đương gia thanh long trại tên thật của hắn là lý thanh thủy là người của một cái thôn trang nằm bên cạnh một con sông lớn cách cốc gia thôn khoảng mấy trăm dặm về phía nam bởi vì thân ở thời loạn thế nhiều lần bị cướp bóc sinh tồn khó khăn hắn vì cuộc sống mà đã cướp đoạt tài vật của người khác và bị thôn trang dùng hình phạt dìm sông lý thanh thủy bị trói gô lại ném vào trong lòng sông nhưng không ngờ hắn lại không chết khi tái hiện trong thiên hạ hắn đột nhiên có một thân thần lực một cánh tay có thể nâng vận nặng cả ngàn cân dũng mạnh vô cùng trăm người cũng không phải địch thủ của hắn sau khi trở về, Lý Thanh Thủy đã dùng biện pháp máu tanh nhất đối với thôn trang đã dìm sông hắn trả thù. Trong 3 ngày thời gian, Lý Thanh Thủy bằng vào một thân thần lực đồ diệt toàn bộ 4 thôn trang. Trong cộng giết hơn 357 người, không phân biệt già trẻ lớn bé, nam nữ là ấu gì. Cả bốn thôn trang đều bị hắn giết không còn một ai. Cái này chính là sự việc từ 30 năm trước. Lúc đó một vị quan quản hạt khu vực này của một tiểu quốc thấy tức giận liền phái một chi tinh minh 200 người muốn giết Lý Thanh Thủy. Lý Thanh Thủy bị 200 tinh minh vây khốn đại truyền mấy ngày giết hơn một nửa quân địch sau đó hắn bị thương chạy trốn vào trong một cái đại sơn mạch ở phía đông hoàn cảnh bên trong sơn mạch hiểm ác không thích hợp nhiều người đuổi bắt mà vũ lực của lý thanh thủy quá mạnh mẽ nhân số binh lính vây bắt lại không còn bao nhiêu nên không thể nào bắt được hắn hơn nữa bên trong sơn mạch còn có mãnh thủ qua lại cho nên không có mấy ai dám đi vào kể từ đó quan binh đối với lý thanh thủy đã trốn vào trong núi không có biện pháp xử lý nữa từ lúc đó về sau, Lý Thanh Thủy ở trong sơn mạch chọn một ngọn núi làm nâm tạc, thành lập ra Thanh Long trại. Thanh Long trại là bởi vì có hung danh của Lý Thanh Thủy công thêm Thanh Long trại ở trong vùng khí ho cỏ gái nên quan Bình cũng không thể tiến hành vây bắt được. Trong 30 năm, thời loạn thế, chính quyền thay đổi mấy lần, cũng đã tiến hành vây bắt Lý Thanh Thủy không ít lần nhưng đến bây giờ Thanh Long trại vẫn tồn tại không ngã. Lý Thanh Thủy tiến hành thu nạp cống phẩm của hơn 10 thôn trang xung quanh, thời gian dần trôi qua quan bình cũng mặc kệ hắn từ từ vậy mà thanh long trại đã phát triển thành một ổ cường đạo có tới năm sáu trăm người 30 năm trôi qua số thôn dân lúc trước biết đến hung danh của lý thanh thủy dần chết đi đến hiện tại đã không còn bao nhiêu người nhớ tới nhưng cái tên đại đương gia thanh long trại vẫn là cái tên vang dội trong các thôn xóm quanh đây 30 năm nay thanh long trại làm ác không ít nhưng vì hung danh đã từng đổ sát bốn thôn trắng lúc trước cho nên không có một thôn trăng nào dám cả gan chống lại cả bọn họ sợ cho phải lửa dân của đại đương gia mà toàn thôn sẽ bị tàn sát Suốt 30 năm qua, vị đại đương gia này không hề rời khỏi thanh long trại mà vẫn một mực ở lại vùng khí ho có gái này hưởng hết bao nhiêu là mỹ thực, mỹ nữ, tiên tài, quyền lực như một thổ hoàng đế tại đây. Vị đại đương gia thanh long trại này phi thường hưởng thụ cái cảm giác hiện tại. Hàng năm luôn luôn đều có một ít thôn trang không giao nộp đủ cống phẩm. Hắn sẽ lợi dụng những thiếu nữ tuổi từ 15 đến 25 để bù vào. Muốn có xử nữ liền có xử nữ, muốn có mỹ phụ liền có mỹ phụ. Coi như là hoàng đế lão nhân cũng không thể thoải mái được như lão tử ở đây. Đây chính là lời mà Lý Thanh Thủy thường xuyên nói với đám cường đạo Thanh Long chạy đi theo hắn. Lúc nói những lời này, trên mặt hắn luôn lộ về đắc ý không thôi. 30 năm nay, quan binh không thể đụng đến. Thôn dân lại không dám làm phản khiến cho Lý Thanh Thủy cảm giác như hắn chính là trời. Hắn muốn thế nào thì người khác không được phép nói chữ không. Cho nên, nhị đương gia và tam đương gia chết đi khiến cho khuôn mặt luôn tươi cười của vị đại đương gia này hơn 30 năm qua lập tức biến thành vạn vẹo chưa từng có. Hắn thề phải huyết tẩy cả cốc gia thôn, huyết tẩy tất cả những ai dám can đảm phản kháng lại hắn. Đối với người thường thì hung danh từ 30 năm trước của Lý Thanh Thủy đã như một truyền thuyết rồi. Thanh Long ngồi trên một đầu tuấn mã cao lớn, ánh mắt nhìn về phương xa, thầm nghĩ, lão tử muốn để cho đám sâu bọ các người biết được chữ chết viết như thế nào. Cốc Trần lúc này mặc dù đã có hơn 2600 binh lực, nhưng lúc đại đương ra Thanh Long chạy làm đại động tác như vậy, hắn cũng không dám đại ý. Uy danh của Thanh Long không phải nhỏ, Cốc Trần nhưng cũng không là mùi kỵ, lực lượng của hắn cũng rất mạnh mẽ, một thân thần lực so với thành chiến lúc trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người đều có khả năng lấy một địch trăm hai người liên thủ lại đối phó tên đại đương gia kia hàn là không có gì đáng ngại cốc trần phá cốc thuyền xuất lĩnh 500 binh sĩ đi đường vòng xâm nhập vào trong hang ổ của thanh long trại thừa dịp thanh long đã dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ ra ngoài đánh lén hang ổ của hắn diệt trừ đường lui của hắn sau đó cốc trần tự mình xuất lĩnh số quân sĩ còn lại muốn cùng tên đại đương gia kia quyết một trận tử chiến cốc trần cùng thanh chiến liên thủ đánh với thanh long hai ngàn binh sĩ còn lại thì đánh với một ngàn binh sĩ của thanh long xem ra phần thắng bên cốc trần vẫn lớn hơn có giáo huấn của nhị đương gia lần trước Đại đương gia Thanh Long phải ra hai đội ngũ mỗi đội chừng trăm người chia trước sau chủ binh lực 800 người hắn mang theo. Như vậy ý đồ mai phục của Cốc Trần sẽ mất đi hiệu quả, tối đa cũng chỉ có thể phục kích một đội ngũ trước hoặc sau mà thôi. Đối với chủ lực không thể tạo thành uy hiếp, đã không thể dùng mưu kế, vậy thì chỉ thể dựa vào sức mạnh, quyết một trận tử chiến. Bên ngoài cốc gia thôn khoảng một dặm có một bãi đất trồng tương đối bằng phẳng và rộng lớn. Cốc Trần lựa chọn chỗ này sẽ là chiến trường giữa hắn và đám cường đạo Thanh Long chạy Binh sĩ bên phía cốc Trần tuy nhiều nhưng sức chiến đấu lại kém chỉ có thế mượn nhờ số lượng và ưu thế tại đất bằng sông lên mới có thể phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất nếu tại khu vực nhỏ hẹp nhân số có nhiều hơn nữa cũng khó có thể triển khai binh lực được lúc đó khai chiến với đám cường đạo thanh long trại chỉ có rơi xuống hạ phong bởi vì vậy các thôn dân chỉ có sông lên dùng sĩ si khí mạnh mẽ cùng với một ngàn tên cường đạo tương chiến chiếm lấy thế thượng phong một ngàn cường đạo kia đều là tinh anh của thanh long trại thương cùng với đám quan binh tác chiến có tiền có lùi Tuy bị trùng trùng điệp điệp thôn dân xông lên bao vây nhưng cũng không chút kinh hoàng mà hợp thành một đoàn thủ vững vị trí. Thôn dân cùng với đám binh lính cường đạo chiến đấu nhất thời khó phân thắng bại. Chiến đấu trọng điểm nên chuyển rời đến trận chiến giữa Thanh Long và hai người gốc trần. Thanh chiến, lẽ ra đại đương ra Thanh Long lúc thành lập Thanh Long trại tuổi đã gần 30. Hiện nay thêm 30 năm đi qua tuổi phải gần 60 mới đúng. Thế nhưng khi gốc trần và thành chiến nhìn thấy hắn thì chỉ là một trung niên tuổi không quá 40. Thân thể cường tráng, nào có nửa điểm giá nua nhưng vừa rồi cốc trần và thành chiến đều rõ ràng nghe thấy đám cường đạo hô tên này là đại đương gia vậy thì hắn chắc chắn là đại đương gia thanh long rồi thanh chiến thân cao một m chín hai cánh tay to lớn cũng phải cỡ cái đùi người bình thường lực lượng không thể nào nhỏ được vũ khí hắn sử dụng cũng là một thanh trường đao dày nặng bảy tám chục cân lực lượng của cốc trần so với thanh chiến còn lớn hơn nhưng vóc người lại không cao lớn như thanh chiến vũ khí của hắn là một thanh trường thương mặc dù không nặng như thanh trường đao của thành chiến nhưng lực lượng bổ ra so với thành chiến còn hơn chứ không kém với sự dũng mãnh của cốc trần và thành chiến đều là một người có thể địch lại trăm người cho dù là bị hai trăm tên tinh minh vây khốn cũng không thể làm gì được hai người nhưng là khi hai người bị đại đương gia thanh long công kích lại phải liên tiếp lùi lại phía sau rơi xuống hạ phong trong tay thanh long cầm hai cái thiết chùy rất lớn mỗi cái phải nặng ít nhất trăm cân thanh chiến là nổi tiếng về lực lượng mà khi liều mạng một kích với thanh long hai tay cũng phải run bần bật hai người tuy đều biết thanh long lợi hại nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thất kinh một người năm nay gần 60 tuổi không chỉ bề ngoài chỉ mới chưa tới 40 mà lực lượng cũng lớn vô cùng. Quả thật là vượt quá sức tưởng tượng của hai người. Tên này không giống một người thường mà giống một yêu nghiệt hơn. Cách chiến trường mấy trăm trượng xa, cổ thần đang ngồi trong nhà của mình nhưng mọi thứ phát sinh trên chiến trường hắn đều thấy rõ ràng. Lúc này trong ánh mắt hắn lộ lên một tia dị sắc. Cổ thần từ trên người tên đại đương gia thanh long kia cảm nhận được khí tức của tu tiên giả. Hơn nữa coi là khí tức vô cùng cường đại. Tuy cổ khí tức này vô cùng mỏng manh nhưng bản chất của khí tức này lại cường hãn dị thường vượt qua bất kỳ người nào hắn đã từng gặp ngay cả ngô tinh và cơ nghiêu cũng không bằng được cổ thần nhắm mắt lại tập trung tinh thần lên người thanh long từ khí tức của tên thanh long này thì xác thực hắn chỉ là một phàm nhân nếu hắn đã là một phàm nhân nhưng trên người lại có khí tức của tu tiên giả như vậy trên người hắn khẳng định có vật phẩm của tu tiên giả đúng lúc này hai mắt cổ thần đột nhiên mở ra trong mắt lộ ra tia hưng phấn khó che giấu được song truy trên tay thanh long dũng mạnh phi thường song truy nện xuống cốc trần và thành chiến đều không thể chống đỡ chỉ có thể né tránh tình thế rất nguy hiểm Cốc Trần và Thành Chiến chính là trụ cột của đám thôn dân. Khi thấy hai người dưới công kích của Thanh Long chật vật như vậy, thì niềm tin liền bị dao động, khí thế nhất thời giảm xuống rất nhiều. Chúng cường đạo lại thừa cơ phản công, trong nhát mắt tình thế liền nghịch chuyển, cường đạo chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên gió nổi lên những đám mây quay cuồng. Biên hóa bắt thình lình dọa mọi người nhảy dựng, không tự chủ dừng lại mọi động tác. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự trưởng thuần bạch sắc to hơn 10 trượng, từ trên trời giáng xuống nhất thời tiếng hét sợ hãi khắp nơi vang lên vô luận là thôn dân hay đám cường đạo đều chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này bao giờ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự trưởng đây chính là sự tình mà tiên nhân hoặc yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết mới có thể làm được cái bạch sắc cự trưởng kia không hề để ý tới ánh mắt của mọi người trực tiếp chọc xuống đại đương ra thanh long lúc cách thanh long còn khoảng hơn 10 trượng một khối hắc sắc vật phẩm từ tăng lòng mực thanh long đột nhiên bay ra rồi bị cự trưởng chộp vào trong tay ngay sau đó cự trưởng chợt lóe lên như một đạo lưu quang biến mất trong một ngọn núi cao ở xa xa trong lòng bàn tay cổ thần đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội toàn thân đen kỳ tỏa ra khí tức của cường giả mà bên trên miếng ngọc bội còn có bốn chữ hắc thủy cuồn cuộn cổ thần vừa thấy bốn chữ này thì thần sắc lập tức biến đổi cả kinh nói hào một kiện vô thượng tiên bảo không ngờ lại là di vật của hắc thủy đại đế vật này lại rơi vào tay một phàm nhân thật sự là hủy hoại bảo vậy mà ở giữa chốn phàm nhân thế này vậy mà lại kiếm được một kiện vô thượng tiên bảo cái này không khỏi khiến cổ thần vạn phần kinh hỉ huống hồ đây cũng không phải là một kiện vô thượng tiên bảo bình thường mà là tiên bảo của của một trong năm vị đại đế trong truyền thuyết đến hắc thủy đại đế cổ thân cẩn thận quan sát khối ngọc bội này trên bề mặt mang theo một loại khí tức cổ xưa mà tăng thương tựa hồ như muốn nói với thế nhân về sự vô tình của thời gian khí tức của hắc thủy đại đế trong khối ngọc bội này đã rất mỏng manh ngay cả cổ thần cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút khí tức mà thôi nhưng người áp ẩn chứa trong cổ khí tức này lại vô cùng cường đại ngay cả siêu cấp cường giả đương thời như ngô tinh cơ nhiều cũng khó mà theo kịp với cảm ứng lực nhạy cảm đến cực điểm của cổ thân mà cũng chỉ có thể cảm ứng được một tia khí tức yếu ớt trên miếng ngọc bội có thể nghĩ tu luyện giả bình thường có được khối ngọc bội này cũng không thể nào nhận ra nó là một kiện vô thượng tiên bảo mà chỉ nghĩ nó là một khối ngọc bội bình thường mà thôi về phần phàm nhân thì khỏi cần phải nói một kiện vô thượng tiên bảo của hắc thủy đại đế như thế này tại sao lại ở trong tay một phàm nhân thì cổ thần nhíu mày không thể nào hiểu được khối ngọc bội này chắc chắn không phải vật gia truyền của thanh long cũng không phải là hắn đoạt được từ tay người khác hơn 30 năm trước lý thanh thủy cũng chỉ là một thôn dân bình thường mặc dù tính tình có chút hung ác nhưng lực lượng lại không có bao nhiêu dựa vào ý chí không sợ trời không sợ đất đơn đà độc đấu thì rất ít người có thể đánh bại được hắn nhưng nếu là cùng lúc hai ba người thì hắn không phải là đối thủ cho nên lúc lý thanh thủy bị tuyên án dìm sông không hề có chút sức phản kháng nào mà bị trói gô lại ném vào trong lòng sông tại đáy sông lúc lý thanh thủy tưởng là sắp chết ngạt thì lại phát hiện một khói hắc sắc ngọc bội lẳng lặng nằm yên dưới đáy sông mà thân thể hắn lúc này vừa vặn ở trên khối ngọc bội đó tới lúc tối hậu lý thanh thủy đã chịu hết nổi rồi mở miệng muốn hô hấp một cái nhưng việc lại lại phát sinh hắn vậy mà không bị ngộp thở chết cũng không có bởi vì hít thở mà bị nước sắp chết giống như là hắn không phải ở trong nước vậy hơn nữa lực lượng của hắn không hiểu tại sao lại biến lớn khiến hắn có thể vùng vẫy thoát khỏi mớ dây chói việc lạ như vậy đều bởi vì khối hắc ngọc kia lý thanh thủy tuy không thể nhìn ra nó có cái gì đặc biệt nhưng đây rõ ràng là một khối ngọc bội vô cùng quý báu một kiện bảo vật chân quý hắn cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy lúc tưởng như sắp chết lại với được bảo vật cứu mạng khi đem nó lên người thì hắn sẽ có được lực lượng không gì tưởng nổi vì vậy từ lúc đó trở đi, Lý Thanh Thủy luôn mang theo khối ngọc bội này trên người. Từ đó mà hắn có khả năng bằng sức một người đổ sát toàn bộ cả bốn thôn trang. Bất kể là 30 năm trước Lý Thanh Thủy hay là Thanh Long 30 năm sau này, uy danh của hai người đều từ khối ngọc bội này mà có. Khối ngọc bội này không chỉ giúp bọn hắn có lực lượng cường đại mà còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Bởi vì vậy nên sau 30 năm mà dung mạo của hắn chỉ già hơn không tới 10 tuổi. Tuổi đã gần 60 nhưng bề ngoài hắn vẫn chỉ mới gần 40 mà thôi. Bạch sắc cựu trưởng từ trên bầu trời khiến mọi người vô cùng kinh hãi kia khiến toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả chiến đấu đều dừng lại. Giữa lúc đó, một tiếng hét thê lương đến cực điểm đột nhiên vang lên từ trong miệng của vị đại đương gia Thanh Long mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy dung mạo của hắn đang nhanh chóng ra đi làn da đang căng cứng nhanh chóng trở nên nhăn nheo mái tóc đen tuyền dần trở nên bạc trắng thân thể trung niên tráng kiện cũng trong chớp mắt trở nên già yếu nhưng biến hóa này đều xảy ra trước mắt tất cả mọi người oanh oanh hai tiếng nổ lớn vang lên hai cái thiết trì to lớn của hắn từ trên tay rơi xuống đất thanh long nhìn hai bàn tay vô lực lúc này của hắn trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin chỉ trong chớp mắt hắn đã mất đi lực lượng mất đi thanh xuân mất đi hết thảy trở lại là một lão già bình thường tuổi lục tuần một đạo hàn quang như lưu tinh từ trong tay cốc trần đâm tới trong lúc thanh long còn đang kinh ngạc ý thức muốn tránh né một thương này nhưng thân thể lại không kịp phản ứng trường thương thẳng tắc xuyên thẳng qua ít hầu của hắn thanh long lập tức mất mạo. Mà đi kiện tiên bảo của hắc thủy đại đế để lại đại đương gia thanh long căn bản cũng chỉ là một lão đầu bình thường không chịu nổi một kích trường thương run lên rút ra khỏi ít hầu của thanh long một cột máu tươi cũng theo đó bắn ra dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người thi thể của thanh long đổ xuống cốc trần tay cầm trường thương hướng xuống đất khó mạnh một cái hai mắt chừng lên quét qua chúng cường đạo quát đại đương gia thanh long đã chết người nào tiếp tục phản kháng chết người đầu hàng sống chúng thôn dân nhất thời hưng phấn giống to lên tên đại đương gia thanh long có hung giai uy trấn 30 năm qua đã chết rồi si khí của đám thôn dân nhất thời lại tăng cao cảm giác sợ hãi vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất không thấy trong ánh mắt họ chỉ còn lại hưng phấn mà thôi ngược lại đám cường đạo thanh long chạy vừa thấy đại đương gia chết đi trụ cột trong lòng bọn họ đã không còn nữa cảm giác sợ hãi vừa nãy vẫn còn lưu lại bây giờ còn tăng mạnh bọn họ nhất thời đều ném đi vũ khí trong tay, chạy tới trước hồ to đầu hàng. Thanh Long mang tới đây tổng cộng một ngàn tên cường đạo, ở trong Thanh Long trại chỉ lưu lại không tới một trăm tên thủ vệ. Vừa rồi chiến đấu mặc dù có chút khốc liệt nhưng thời gian không dài. Từ lúc cổ thần biến thuần dương cương khí thành cự trưởng xuất hiện thì chiến đấu đã lập tức đình chỉ rồi, cho nên số người tử thương của hai bên cũng không nhiều. Một ngàn tên cường đạo hiện tại cũng còn hơn tám trăm tên. Lúc trước đám cường đạo đầu hàng, cốc trần đều giết hết là bởi vì lúc đó Thanh Long vẫn còn tồn tại. Những người đầu hàng lúc đó không có thực sự đầu hàng. Chỉ cần Thanh Long còn thì bọn họ nhất định sẽ lâm trận đào ngũ cho nên chỉ có thể giết đi. Mà bây giờ, Thanh Long đã chết, Thanh Long chạy đã không còn tồn tại nữa. Đám cường đạo Thanh Long chạy đã không còn chỗ để đi thì rất khó sinh ra dị tâm. Hơn 800 tên cường đạo này đều là tinh anh trong chiến đấu. Thu nhập vào dưới trường có thể làm cho thực lực của Cốc Trần tăng mạnh. Cho nên Cốc Trần mới kêu gọi đầu hàng. Cốc Trần hợp nhất hơn 800 cường đạo của Thanh Long chạy này thì binh lực dưới trường đã có hơn 3.300 người. Thực lực lại một lần nữa mạnh lên đến tối lại có một tin tức tốt truyền tới cốc thuyền xuất lĩnh 500 binh sĩ đã đánh hạ được hang ổ thanh long chạy thu về đại lượng lương thực vũ khí và tiền tài vô số cứ vớt hơn 100 nam nô hơn 900 nữ nô này kế tiếp cốc trần tụ mình dẫn đại quân tiến về phía thanh long chạy nghiệm thu chiến lợi phẩm vừa mới ra hỏi cốc gia thôn chưa tới 10 dặm phía trước đột nhiên có một huyết nhân chạy tới gấp rút hô to thanh long chạy bị quan binh công chiếm thanh chiến đang đi trước liền kinh hại nói binh lính ở lại trong trại như thế nào Huyết nhân kia nước mắt đầm đìa nói, quan binh muốn đoạt lấy tài phú trong trại, cốc đại nhân sống chết chống cự nên đã chết trận xa trường. 500 huynh đệ cơ hồ toàn bộ đều chết dưới tay quan binh, một số ít có thể chạy trốn đi rồi, khi tin tức truyền tới tai cốc trần thì hắn liền nổi giận lôi đình triệu tập binh lính dưới trướng cắt máu ăn thế quyết trả thù cho đệ đệ hắn thề phải giết hết tất cả tướng lĩnh của trần quốc không chừa một ai một cuộc chiến tranh phản quốc lập tức triển khai tâm tình của cốc trần đại biến khiến cho một hồi huyết chiến kéo dài mở màn lúc này trần quốc đang lâm vào tình trạng bão lụt thiên tai dân chúng nghèo khổ thuế má trầm trọng dân chúng lầm than cuộc chiến phản quốc của cốc trần liền đạt được sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng không đến 10 ngày đã tập kết được một chi quân đội hơn hai vạn người trần quốc phải ra hai van tinh binh vây quét nhưng lại không định được sự dũng mãnh của thành chiến và mưu lược của cốc trần nên qua 3 tháng hai vạn tinh binh toàn quân bị diệt không một ai trốn thoát cũng không kêu hàng một ai càng ngày càng có thêm nhiều dân chúng ủng hộ phản quyền quân của cốc trần sau 3 tháng cốc trần đã có được một đội quân hơn 5 vạn sau khi tiêu diệt hai vạn tinh binh của trần quốc cốc trần lên chỉ huy đại quân tây tiến đánh chiếm giang thành là một tòa thành ở phía đông của trần quốc nửa tháng phá được thành tất cả quan viên binh tướng trong thành đều bị giết hết tổng cộng hơn ba vạn sáu ngàn người cốc trần lấy giang thành làm đại bản doanh chiêu binh mãi mã trong một năm thời gian tổng cộng đánh lui và tiêu diệt ba lượt quân trần quốc giết địch hơn năm vạn người nhánh quân của cốc trần cũng nhanh chóng lớn mạnh trở thành một đại quân hơn hai mươi vạn người một năm sau cốc trần tự mình dẫn đại quân tiếp tục tây tiến sau ba năm đã chiếm được hơn mười tòa đại thanh trì của trần quốc số binh sĩ bị đổ sát phải hơn trăm vạn đến năm thứ tư cốc trần đánh hạ đô thành của trần quốc trần hoàng cung thái tử trốn sang hướng triệu quốc hơn ba vạn người trong hoàng tộc trần quốc cùng với cả vạn quan viên binh tướng hơn 10 vạn dưới mệnh lệnh của cốc trần tất cả đều bị đổ xác thời gian 4 năm cốc trần đã không còn là một thiếu niên không hiểu thế sự ở cốc gia thôn như xưa kia nữa mà đã trở thành một thiết huyết đế vương người người nghe phải khiếp vía từ lúc đoạt được di bảo của hắc thuy đại đế từ tay thanh long cốc trần mang binh tạo phản cổ thần cũng không còn lý do tiếp tục lưu lại bên hắn nữa cho nên cổ thần cũng không hiện thân ra mặt bất quá cổ thần vẫn một mực ở bên cạnh không xa cốc trần luôn luôn ở một chỗ bí mật yên lặng quan sát nhân sinh của cốc trần Tính cách của Cốc Trần đại biến, nhưng cũng không khiến cổ thần có bao nhiêu kinh ngạc. Sát tâm của Cốc Trần cũng có chút tương tự như hắn. Bất quá hai người tuy đồng dạng giết không ít người nhưng cổ thần lại không bị hãm vào trong đó. Ngược lại Cốc Trần lại càng lâm vào sâu hơn. Trần Hoàng cung thái tử trốn sang Triệu Quốc. Cốc Trần phong thành chiến thành Bắc đại tướng quân dẫn theo 30 vạn binh đi chinh phạt Triệu Quốc. Triệu Quốc ở phía bắc của Trần Quốc. Cốc Trần phong tư mã duyên thành Tây đại tướng quân mang binh 10 vạn trấn thủ phía Tây phòng ngừa quân vệ quốc ở phía đó xâm lấn. Cốc Trần Phong Quan Kỳ là nam đại tướng quân mang theo 10 vạn binh mã trấn thủ khu thủy vực của sông Đại Giang. Phong Trương Sa là hộ quốc tướng quân thống lĩnh 10 vạn quân trấn thủ Hoàng Đô. Còn hơn 20 vạn cấm vệ binh khác cũng trú tại Hoàng Đô do chính Cốc Trần thống lĩnh. Năm thứ năm, Bắc Đại tướng quân thành chiến sơ báo thắng lợi tiến công liên tiếp được hai tòa đại thành và hơn 10 tòa tiểu thành của Triệu Quốc. 3 tháng sau, Cốc Trần ban bố thiên hạ đăng cơ lập đế, vì kỷ niệm đệ đệ Cốc Thuyền của hắn, Thành Bản Quốc, tự phong bản thân là bản hoàng, thế nhân xưng hô là bản cốc đại đế. Năm đó, cốc trần 21 tuổi, cốc trần đăng cơ làm đế, lấy muội muội của trương sa làm vợ, lập là vị hoàng hậu. Trương tiêu năm năm trước thiếu chút nữa đã bị tam đương gia của thanh long chạy cướp đoạt. Lúc đó tuy tam đương gia là do cốc trần giết chết, nhưng người đầu tiên ra mặt cho trương tiêu lại là thành chiến. Kể từ đó, trương tiêu cùng thành chiến liền này sinh tình cảm. Năm năm trôi qua, Thành chiến liên tục chinh chiến. Thời gian nhàn rỗi không nhiều nhưng cũng đã cùng Trương Tiêu bí mật trở thành người yêu. Cốc Trần lấy Trương Tiêu làm vợ khiến thành chiến dân giữ không tiếp tục tấn công Triệu Quốc nữa là đại lĩnh 30 vạn đại quân phản hướng công tới bàn quốc. Thanh chiến phản, Cốc Trần đại nộ, tự mình dẫn 20 vạn cấm vệ quân và 10 vạn hộ quốc quân, tổng cộng 30 vạn đại quân, thảo phạt phản quân. Trận chiến này kéo dài hơn một năm, luận chiến lược luận mưu lược, thanh chiến không phải địch thủ của Cố Thần, minh bại bị bắt. Tình nghĩa huynh đệ năm xưa, lúc này tất nhiên không còn tồn tại. Cốc Trần hạ lệnh sự thành chiến ngũ mã phân thây. Trấn Nam tướng quân Quan Kỳ, họ Quốc tướng quân trường Viễn lên tiếng cầu xin đều bị Cốc Trần bác bỏ. Cuối cùng, thành chiến bị ngũ mã phân thây, đầu thân, từ chi bị Cốc Trần hạ lệnh vứt mỗi thứ một nơi. Khi Cốc Trần và thành chiến nội chiến, Triệu Quốc từng mấy lần phái binh đánh bất ngờ, nên lúc đánh bại thành chiến, Cốc Trần ngự giá thân trình, xuất đại quân 50 vạn, thảo phạt Triệu Quốc, phàm là thành trì chống lại, đều bị đổ sát toàn thành. Trinh phạt 2 năm, công phá 9 toàn thành lớn, hơn 50 tòa thành nhỏ, chiếm 2 phần 3 lãnh thổ Triệu Quốc. Đến năm thứ ba, Cốc Trần dẹp xong một tòa thành cuối cùng của Triệu Quốc, và dân chúng trong thành này cũng bị tàn sát toàn bộ, hoàng tộc Triệu Quốc càng bị đuổi tận giết tuyệt, mà Trần Hoàng và thái tử trốn tới đó cũng bị chết theo. Huynh đệ ngày trước, Cốc Chu, Thanh Chiến, Trương Viễn đều đã chết, chỉ còn lại có hai người quan kỳ, Tư Mã Duyên, Trấn Tây tướng quân Tư Mã Duyên dâng tấu, biểu thị chúc mừng, Cốc Trần đại hỉ, phong Tư Mã Duyên làm Bình Tây Vương, ban thưởng binh 30 vạn, cộng thêm Trấn Tây thủ quân 10 vạn, tổng cộng 40 vạn thảo phạt vệ quốc. Trấn Nam tướng quân Quan Kỳ biết được Cốc Trần lấy Triệu Quốc Hoàng, nguyên bản vì cái chết quả Trưng Viễn mà sinh bệnh, lúc này càng họa vô đơn chí, mắng to Cốc Trần, quay mắt tình nghĩa huynh đệ, mắng trời cao vô tình, không có mắt. Ban đêm tại Trấn Nam tướng quân phủ, tự sát mà chết. Lúc Quan Kỳ một kiến xuyên tim, cổ thần cũng có ở đấy. Lúc sát chết gặp được người cũ, ký ức khi còn nhỏ nổi lên trong trí óc làm cho Quan Kỳ không khỏi nước mắt chảy ròng ròng. Nhìn cổ thần, khóc không thành tiếng. Cổ thần hỏi: "Ngươi làm tới Trấn Nam tướng quân, tại phía Nam thủy vực, có thể lấy thúng úp voi hưởng vinh hoa phú quý bất tận vì sao không ra thế sự lại muốn tìm cái chết quan kỳ oán hận một tiếng dài nói không cầu sinh cùng năm cùng tháng chính nguyện được chết cùng tháng cùng năm trời xanh vô tình huynh đệ của ta đều đã chết ta còn sống một mình để làm gì nói xong ồn nỗi hận mà chết trong lòng quan kỳ xem ra người huynh đệ cốc trần này từ lúc sát hại thành chiến cũng đã chết rồi cái chết của quan kỳ không thể khiến cốc trần thay đổi chút nào nghĩa huynh đệ đối với quan kỳ mà nói nặng tựa thiên địa đối với cốc trần mà nói nhạt như nước ốc trên con đường chinh pha tơ cơ của hắn vừa mới bắt đầu năm tháng vô tình xuân thu thời gian thoáng qua ba mươi năm đã trôi đi thời gian ba mươi năm cốc trần đánh đông dậy bắc nam chính bắc phạt diệt quốc vô số lúc ban đầu vốn chỉ là một tiểu quốc diện tích mấy trăm dặm đã trở thành siêu cấp đế quốc diện tích vạn dặm đông tới phía đông đại thảo nguyên tây tới hắc thủy hà vô biên nam tới đại thảo nguyên giữa dòng đại giang bắc tới biển rộng vạn ly lãnh thổ quốc gia cực lớn hùng bá một phương một mảnh đại địa từ xưa đến nay chẳng bao giờ có ai có thể thống nhất hoàn toàn hôm nay đã có một đế quốc khổng lồ quật khởi hùng bá một phương uy danh của bản cốc đại đế truyền khắp mỗi ngõ ngách tại đây thậm chí tại những địa phương xa xôi sáu vị niên thiếu của cốc gia thôn năm đó giờ chỉ còn có cốc trần tư mã duyên một người là hoàng đế một người là bình tây vương dưới một người trên vạn bốn người khác cốc trú chết trận xa trường thanh chiến phản loạn bị ngũ mã phân thây trương viện thông đồng với địch quan kỳ hận trời tự sát phương viên vạn lý bị bản quốc nhất thống nhưng thiên hạ chưa thái bình hoàng tộc các nước bị diệt hợp lại khởi binh mưu toan phá vỡ chính quyền khôi phục non sông nhưng trước sự cường đại của đại bàn đế quốc không khác nào lấy trứng trọi đá châu trầu đá xe cả lãnh thổ quốc gia nhất thống mặc dù có một ít tiểu nhân phản loạn nhưng không có chiến tranh lớn toàn bộ đại bàn đế quốc sau khi trải qua chiến tranh đang chậm rãi khôi phục nguyên bản đại địa hỗn loạn từ nay về sau có một quốc gia thống nhất trật tự theo kinh tế đại bàn đế quốc càng ngày càng tốt bách tính cũng có cuộc sống ổn định bản cốc đại đế vị thiết huyết đế vương này vô luận đã từ dùng thủ đoạn thiết huyết ra sao lúc này đều được cá tụng công đức lực lượng phản kháng sau lần thất bại cũng dần dần minh bạch chỉ cần bản cốc đại đế còn sống một ngày đại bản đế quốc sẽ kiên cố không thể lay động chút nào vì vậy phản loạn từ từ ít đi cho đến lúc yên ổn cứ như vậy lại 10 năm nữa trôi qua khi cổ thần mới tới cốc gia thôn cốc trần mới 10 tuổi từ mã diên 9 tuổi nay năm mươi năm trôi qua từ mã diên đã từ thiếu niên 9 tuổi ngày nào trở thành một lão nhân chuẩn bị đến những ngày cuối cùng của cuộc đời trước lúc lâm trung tư mã diên truyền lại di ngôn với con trai thứ ba rằng bàn hoàng còn tại thế một ngày đại bàn đế quốc sẽ kiên cố các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ bàn hoàng như trời không thể phản nghịch thuận theo thì sống đợi bàn hoàng mất đi không người nối nghiệp đến lúc đó hoàng tộc các nước sẽ lại phản loạn chiến hòa nổ lên bốn phía đại bàn đế quốc sẽ tan vỡ trong nháy mắt bàn hoàng so với ta còn lớn hơn một tuổi khi ta mất đi thời gian của hắn cũng không còn nhiều các ngươi muốn thêm thời gian chuẩn bị thực lực đợi thiên hạ đại loạn có thể thừa co dựng lên từ mã ra ta binh nhiều tướng mạnh đến lúc đó sẽ thu được thiên hạ từ mã duyên hai tay buồng thóng trước lúc lâm trung loáng thoáng nhìn thấy một vị nam tử chứng 20 tuổi xuất hiện trước mắt hắn tướng mạng người này có chút quen thuộc từ mã duyên chuẩn bị chết đột nhiên ý thức khẽ động nhớ về rất nhiều năm trước tại cốc gia thôn dưới sự chứng kiến của cổ thúc có sau thiếu niên kết nghĩa huynh đệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm hai mắt tư mã duyên dần dần khép lại thế nhưng hai hàng lệ trong suốt vẫn chảy ra trong lòng tư mã duyên cũng rất đau khổ từ hai hàng nước mắt lúc tư mã duyên lâm chung cổ thần cảm thụ được nỗi khổ trong lòng hắn 50 năm qua cổ thần quan khả nhân sinh biến hóa của sáu vị thiếu niên gốc gia năm xưa đến cuối cùng chỉ cảm thụ được một chữ khổ từ ngàn vạn người cổ thần cũng đều cảm nhận được điều này chúng sinh đều khổ đây là thế hội lớn nhất mà cổ thần đạt được sau 50 năm nhập thế tu hành sung sướng và thống khổ đan xen lẫn nhau đó là những cảm giác của con người khi còn sống sau khi tư mã diền chết qua mấy năm bản cốc đại để cốc trần dốc cục cũng quy tiên thọ bảy tuổi như tư mã diên sở liệu cốc trần vừa băng hà thiên hạ đại loạn hoàng tộc ngày xưa đều thừa cơ đứng lên tạo phàn buổi tối trước khi cốc trần lâm trung cổ thần xuất hiện tại trước mặt hắn khi cốc trần hấp hối thấy được cổ thần trong ánh mắt tuôn ra quang mang khiếp sợ lúc này cốc trần đã là lão nhân tuổi quá thất tuần mà cổ thần lại chỉ như thanh niên chừng hai mươi tuổi lấy pháp lực của cổ thần đối với con người mà nói cổ thực chính là vô cùng vô tận vô biên vô hạn cốc trần muốn cho ai thấy thì người đó mới có thể thấy không muốn người nào nhìn thấy thì người đó tuyệt không thể thấy cốc trần thấy cung nữ trái phải đều không nhìn thấy cổ thần lại thấy tướng mạo cổ thần vẫn như lúc đầu trong lòng biết được cổ thần nhất định không phải người thường nghi hoặc nhiều năm trước cũng đồng thời sáng tỏ lệnh cho cung nữ bên cạnh ra ngoài cốc trần nói cổ thúc ta sớm biết ngươi không phải người thường quả là như vậy cứu ta cổ thúc cứu ta cổ thần lắc đầu nói người thọ nguyên đã hết thần tiên khó cứu cốc trần nước mắt như chảy ra nói ta dùng công sức cả cuộc đời mới nhất thống thiên hạ ta vừa chết thiên hạ sẽ lại phân ly công tích nhất thống thiên hạ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát cầu cổ thúc ban cho ta thỏ mệnh cổ thần nói ngươi một sống bao lâu 500 năm cốc trần dừng lại một chút lập tức lại nói một nghìn năm không trường sinh bất tử ta muốn trường sinh bất tử chỉ cần cho ta thời gian ta liền có thể đem thiên hạ vĩnh viễn yên ổn để bách tình an cư lạc nghiệp quốc gia phồn vinh hưng thịnh Cổ thần lắc đầu cười yếu ớt nói, thọ nguyên của ta cũng chỉ có nghìn tuổi, ngươi muốn trường sinh bất tử, làm sao có thể? Cốc Trần, ngươi có còn nhớ những người đã từng là huynh đệ của mình chăng? Huynh đệ, ai? Cốc Trần nghi hoặc nói, cổ thần nói, cốc gia thôn, bên ngoài tử vong cốc, mấy huynh đệ kết bái ở trước mặt ta. Cốc Trần khẽ giật mình suy nghĩ của hắn theo lời nói của cổ thần, trở lại nhiều năm trước đây, không có ai nhắc tới, nên hắn đã sớm quên mất đoạn thời gian đó, lại càng không nhớ tới tên của họ. Cốc Trần lâm vào trầm mặc. Cổ thần nói, thời gian đã lâu lắm rồi, lâu tới mức người đã quên chuyện năm xưa, trên thực tế, thông mệnh của người ta đã cho người rồi, từ lúc ngươi 10 tuổi tiến nhập tử vong cốc, đã chết. Nếu không phải gặp được ta, người từ lâu đã trở thành thức ăn của sư tử. Dừng một chút, cổ thần lại nói, thiên hạ to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Người, người vĩnh viên không thể làm được thiên hạ nhất thống chân trình, đồng thời, thiên hạ nhất thống thì sao? Chúng sinh đều khổ, người làm đế vương, vẫn còn vô số bình dân bách tính. Cũng giống người ngày trước chịu đủ sự ước hiếp của người khác kẻ ác vẫn sống nhân nhân ngoài vòng pháp luật không chỉ thiên hạ nhất thống là có thể giải quyết được ha 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 cổ thần nở nụ cười có vẻ là cười khổ lại như vui cười chỉ cần ngươi sống trong trời đất sẽ phải chịu ước thúc của thiên địa nhưng thiên địa chẳng phân thiện ác đúng sai lại muốn phân sinh tử địa vị phú quý bần hàn đó chính là thiên địa cốc trần ngươi an tâm đi thôi người nhất thống thiên địa cũng không thể thay đổi đây là một chế độ không hoàn thiên không biết từ xưa đến nay lịch đại tiền bối có ai nghĩ tới muốn hoàn thiện chế độ này hoàn thiện thiên địa chi đạo hay không thế nhưng cổ thần sau này nếu muốn lập đạo trước phải phá đạo sau khi cốc trần chết thiên hạ đại loạn quân hùng đồng khỏi bất quá trong lòng cổ thần đã lĩnh ngộ được đạo nên tục sự thế gian sẽ không còn quan hệ tới hắn nữa cuối cùng sau 61 năm cổ thần tiến nhập thế tục hồng trần nhìn sinh tử phàm nhân đến nỗi khổ của chúng sinh trong chiến loạn cùng sáu vị thiếu niên kết bái ngày trước lần lượt bỏ mình suốt đời đau khổ kết quả là cổ thần thấy được một chữ thật lớn khổ chúng sinh đều khổ Người tốt không được sống yên lành, kẻ ác lại tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Thường nói thiên đạo vô tình của nhiên không sai. Toàn bộ tu sĩ tu chân giới bao gồm người, phù thủy, yêu tam tộc, khi bước vào độ hư, cả mộ thiên đạo đều lĩnh hội được thiên đạo vô tình. Kể đó lại lĩnh ngộ thiên địa chúng sinh chỉ như con kiến hôi không thể nghịch kháng. Tuy rằng cuối cùng bước vào độ hư cường giả đều lĩnh ngộ được đạo, thiên địa pháp tắc nhưng đạo cũng chia làm hai phương hướng, một bộ phận người tu tiên cho rằng, nếu thiên đạo vô tình, tu tiên đó là tu đạo. Cũng phải có trái tim vô tình, nhìn chúng sinh như con kiến hôi, tạo tâm phá vỡ tất cả ràng buộc. Trực chỉ trường sinh, trực chỉ tu đạo đỉnh phong. Một bộ phận người tu tiên khác lại cho rằng, thiên đạo vô tình người có tình, thế gian vạn tộc. Người có trí mà tu đạo, người có tình mà sinh sôi, thiên đạo mặc dù vô tình. Nhưng người tu tiên lĩnh ngộ thiên đạo, có thể sử dụng hữu tình, thiên đạo vô tình tiên hữu tình. Đạo tâm hướng tới chúng sinh, phổ độ thiên hạ, tập hợp chúng sinh chi niệm lực bước vào tu đạo đỉnh phong tuy rằng đạo tâm của người tu tiên hoàn toàn hướng về hai phía khác nhau nhưng trên thực tế lại có cùng một đạo lý đó là thuận theo thiên đạo tu luyện đều là lính ngộ phát tắc mục đích cũng như nhau bước vào tu đạo đỉnh phong truy cầu trường sinh bất tử thế nhưng trong lòng suy nghĩ tuyệt không giống nhau một loại chỉ lo cho mình một loại nghi đến chúng sinh cổ thần lĩnh ngộ đạo khác với loại tu sĩ chỉ biết lo cho mình và loại tu sĩ lo cho chúng sinh có điểm tương đồng nhưng căn bản lại có khác biệt lớn vô luận là loại thứ nhất hay loại thứ hai đều là thuận theo thiên đạo tuy đạo tu tiên nghịch thiên đoạt mạng nhưng trên thực tế con đường tu đạo cũng giống với thiên đạo mà đạo của cổ thần tuy là suy nghĩ tới chúng sinh nhưng hướng tới căn bản chúng sinh đều khổ nguyên nhất căn bản nhất chính là thiên địa chính là đạo mòi vì quy tắc của thiên địa là một loại quy tắc lệch lạc chẳng phân biệt thiện ác không phân biệt thị phi lại phân ra sinh tử con luận quý bần nếu muốn thay đổi nỗi khổ của chúng sinh không phải chỉ là ngộ thiên đạo phủ độ chúng sinh, mà là phải hoàn toàn thay đổi chế độ. Ngoại chức thiên đạo, từ muôn đời nay, người tu tiên chẳng bao giờ nghe nói đạo tâm như vậy. Nó không ngừng nghịch thiên tranh giành mạng sống, càng nghịch đạo. Nhưng mà nghịch đạo nói thì dễ, mà làm thì khó. Muốn phá đạo, trước tiên phải hiểu đạo. Lý giải được đạo, tất phải ngộ đạo. Từ đó mọi chuyện lại trở về điểm ban đầu. Ngộ đạo, nếu như không ngộ đạo, không rõ thiên địa quy tắc, không rõ đạo, là vật như thế nào? từ đâu bắt đầu ngay cả mục tiêu cũng không rõ ràng thì từ đâu hạ thủ đạo vô hình vô dạng vô lượng và không khe hở trời này đất này tinh không này núi này sông này đều là thiên đạo người cũng sinh sống trong thiên đạo làm sao có thể phá nếu muốn phá tất phải hướng tới nếu muốn hướng tới tất phải ngộ đạo trải qua 60 năm tiến nhập hồng trần cổ thần rốt cục tiếp xúc với dấu vết của đạo nhưng muốn nói đã ngộ đạo thì vẫn còn kém một tàng chỉ cần đột phá từng khoảng cách này liền có thể bước vào thiên đạo trở thành cường giả độ hư bí cảnh đột phá không được tầng này liền vĩnh viễn đều là tu sĩ mạnh tuyển bí cảnh tục ngư nói mộng tưởng có bao nhiêu lớn thì có thể đi rất xa lòng có rộng có thể làm nhiều chuyện cổ thần tuy rằng giống với các tu sĩ si bước vào độ hư bí cảnh lính ngộ thiên đạo lính ngộ pháp tắc thế nhưng khác nhau ở đạo tâm đã định trước con đường của hắn khác biệt với người tu tiên đã định trước thành tựu của hắn là đỉnh mà người tu tiên khác không thể tới trong lòng cổ thần rất bỏ thế tục rồi nhưng người vẫn đang ở trần thế cướp đạp đại địa trong đầu hồi tưởng những ký ức trong 60 năm qua cốc trần cốc chu thành chiến Trương Viễn, Quan Kỳ, Tư Mã Duyên sáu người có hoàn cảnh khác nhau, số phận khác nhau cùng nhân sinh biến hóa khác nhau, tâm tình thay đổi, cùng với ngàn ngàn vạn vạn chúng sinh nhìn thấy được. Trong đầu tư hàng vạn hàng nghìn bước chân, chạy về phía trước, cổ thần phong ấn pháp lực tu vi, không có ngự khí phi hành, mà cứ như vậy đi về phía trước. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh thủy vực gần như vô biên vô hạn, cổ thần ánh mắt có thể nhìn xa mấy nghìn dặm, con người nhìn không thấy đâu nhưng cổ thần lại có thể thấy hơn ngàn dặm một mảnh lục địa phiến thủy vực này được con người gọi là nhân đại hải trên thực tế chính là hắc thủy hà lớn nhất bắc hoang hắc thủy hà rộng chừng ngàn dặm từ bờ sông chỉ nhìn thấy nước từ trên trời đổ xuống hoàn toàn nhìn không thấy được hạ lưu ở bờ sông con người gọi là hải tuyệt không khoa trương trong lòng cổ thần tiếp xúc bước tới hắc thủy hà hắc thủy hà bề mặt đen cũng không yên ả à, sóng chiều vỗ tới bên bờ Tội như có một bàn tay vô hình liên tục vỗ nước lên bờ ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình thế nhưng bước chân của cổ thần có lực lượng vô hình cũng không có nâng hắn lên bước chân của hắn trực tiếp đạp xuống đáy nước trong lòng cổ thần hết sức hiếu kỳ lúc này hắn ngộ đạo giống như mặt nước của hắc thủy hà tựa như có một cánh tay không ngừng phách động nhưng cánh tay này lại vô hình vô tích vô tung vô ảnh cung đạo trong lòng hắn có phần tương tự chia tiếp xúc với đạo nhưng lại cảm giác không thể nắm bắt giống như lực lượng vô hình trên mặt nước cổ thần thầm nghĩ nếu ta có thể cảm xúc được cỗ lực lượng vô hình trên mặt nước kia không cần không gian tiên bảo cửu long phù không môn là có thể dựa vào cỗ lực lượng đó để đi trên nước mà không bị chìm xuống đến trình độ này ta hắn có thể lĩnh ngộ được lực lượng của đạo nghĩ như thế cổ thần lần thứ hai vừa nhấc chân đi vào trong dòng nước cổ thần lần thứ hai bước trên mặt nước tựa như đi trên mặt đất cổ thần cũng không nổi giận dọc theo bờ sông đạp lên mặt nước cứ như vậy đi về phía nam thiên hạ chi nhược nếu muốn dẫm lên mặt nước nếu không lĩnh ngộ pháp tắc độ hư cường giả nói dễ vậy sao liên tiếp mấy ngày cổ thần đều ở bên bờ hắc thủy hà dẫm lên mặt nước mà đi mỗi lần đều là từng bước tới đáy trên đường không ít người nhìn thấy đều chỉ trỏ một vài người thấy cổ thần đi trong nước trong mắt hiện lên vẻ như nhìn một kẻ điên cổ thần mặc kệ mọi người cười nhạo dọc theo hắc thủy hà một đường mà đi cứ như vậy hơn một tháng cổ thần đã đi cả vạn lý nhưng vẫn không thể nắm giữ cổ lực lượng vô hình trên mặt nước kia tiếp tục dẫn tới đáy nước một ngày này, cổ thần tiếp tục dọc theo bờ sông, dẫm lên mặt nước mà đi, nơi này là một vùng núi. Ít có con người sống, đi hơn nửa canh giờ, phía trước là chân núi, mới xuất hiện một tòa nhà. Cách xa nhà mười trượng, đó là Hắc Thủy Hà, trên bờ sông có một con thuyền nhỏ. Trên thuyền có một ông lão đang ngồi giữa sông thả câu. Cổ thần bước từ bờ sông đi tới, ông lão kia thấy thế liền nói. Tiểu ca, đường đất bằng phẳng sao không đi, ngược lại muốn đi trên mặt nước ẩm ướt vậy. Cổ thần đã hơn trăm tuổi, so với ông lão còn lớn hơn, nhưng nhìn qua tướng mạo, Tại lúc tiến vào độ hưu lại chỉ như thanh niên 20, thấy ông lão có vẻ đùa cợt, cổ thần cũng không thèm để ý cách xưng hô của hắn nói. Lão nhân ra, ta nghĩ bước trên mặt nước như đi trên đất liền, ngươi xem có thể không? Ông lão kia suy nghĩ một chút nói, tiểu ca muốn dẫm nước mà đi, tìm cách thật không sai, bất quá sức nâng của nước quá nhỏ. Mặt tiếp xúc giữa chân người và mặt nước cũng nhỏ nên không đủ để thân người bước lên trừ phi. Ông trà 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 cướp nói tiếp, bàn chân của người giống như đáy thuyền, sức nâng của nước lại có đủ lực để nâng ngươi lên. ngươi sẽ có thể thật sự đi trên mặt nước. Lời nói của ông lão khiến hai mắt cổ thần sáng ngời, cười lớn một tiếng, chắp tay cúi đầu với ông lão, nói, thì ra là thế, đa tạ lão nhân ra chỉ điểm. Nói xong, thần dương chân khí trong cơ thể từ hai chân tuôn ra, hình thành cương cháo như đáy thuyền đem thân thể và mặt nước tách ra. Cổ thần bước trên mặt nước, quả nhiên như lời ông lão kia, sức nâng của nước đưa hắn nổi lên mặt nước, có thể đi trên đó. Ha 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 ha, cổ thần cười to một tiếng, bước chân một cái, pháp lực cương cháo tựa như một con thuyền gỗ di động trên mặt nước cổ thần đạp mặt nước chạy tới giữa con sông ông lão kia trợn trừng hai mắt sợ tới mức thiếu chút nữa ngã vào trong sông nhất thời quỳ gối trên thuyền hướng cổ thần khẩu bái thần tiên thứ tội thần tiên thứ tội cổ thần không để ý đến ông lão vẫn đi tới giữa sông nếu thích ứng được với sức nâng của nước tốc độ đi trên nước so với đất bằng nhanh hơn không đến một ngày cổ thần đã đi qua 600 dặm đi tới giải đất ở giữa hắc thủy hà cổ thần đạp trên mặt nước cảm thấy nước dưới chân ba động có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô hình kia vẫn tồn tại khi đi trên bờ sông từng bước đi vào trong nước căn bản không thể cảm giác được cổ lực lượng cổ vô hình này hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng như vậy một ngày nào đó có thể hoàn toàn nắm giữ nó cổ thần liền tại giữa sông đạp nước cuồn cuồn liên tục đi về phía nam hướng tới đầu nguồn của hắc thủy hà thời gian một ngày trôi qua cổ thần mỗi thời mỗi khắc đều cảm thụ được cổ vô hình lực lượng dưới chân theo cổ lực lượng này cương khí pháp lực của cổ thần ngưng tụ thành cương cháo càng ngày càng nhỏ một tháng pháp lực cương cháo dưới chân cổ thần đã hoàn toàn biến mất thế nhưng cổ thần dựa vào nắm giữ cổ vô hình lực lượng kia chỉ dựa vào hai chân vẫn đứng được trên mặt nước mặt nước dưới chân tựa hồ có một bàn tay to vô hình đem thân thể cổ thần nâng lên có một cổ vô hình lực lượng dưới chân hắn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong óc cổ thần tựa như mở ra một lỗ hổng rồi đột nhiên được quán vào một trận linh quang trong lòng có sự lĩnh ngộ nhưng không nắm chắc được đã đột nhiên trở nên rõ ràng trong sân na cổ thần chỉ cảm thấy pháp lực tu vi của mình không ngừng tăng lên gấp chục lần trong lúc giờ tay nhấc chân đều có một cỗ lực lượng khác hắn ngày trước Loại lực lượng này nhìn không thấy, sợ không được, thấy nhưng mạnh mẽ vô cùng. Chính là thiên địa phát tác lực, thiên địa đại đạo lực. Bất quá, trên bầu trời cũng không có đệ lục trọng lôi kiếp hạ xuống. Chứng minh cổ thần còn chưa hoàn toàn tiến nhập độ hư bí cảnh. Độ hư có thể không mượn lực lượng của pháp bảo, có thể lăng không hư độ, là độ hư. Cổ thần bây giờ còn mới chỉ có thể độ thủy, còn chưa thể độ hư được. Đã tiếp xúc với cánh cửa của pháp tắc lực rồi, rốt cục chỉ còn nửa bước là tiến nhập độ hư bí cảnh. Nếu muốn hoàn toàn vui vẻ là một độ hư cường giả, đi lại trên mặt nước là chưa đủ mà phải là bay trên bầu trời khi cổ thần có thể hoàn toàn cảm giác được một cổ vô hình lực lượng dưới mặt nước lực cảm ứng của thân thể hắn còn lĩnh mẫn hơn gấp chục lần ngày trước trên mặt hắc thủy hà thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua làm mặt nước rung động mọi nguồn của cỗ lực lượng vô hình kia không phải nước mà là khí không chỉ là trên mặt nước mà còn có trong bất kỳ chỗ nào trong không khí tuy rằng vô hình vô tích nhưng không đâu không có trong lòng cổ thần đột nhiên hiểu ra hắn có một cảm giác nắm bắt được đạo tuy rằng đạo này vô hình vô tích vô lượng vô lượng vô khích thế nhưng lúc này cổ thần tựa hồ đã hiểu được cổ thần tâm thanh thần tịnh, mang theo chút ngộ ra đó tiếp tục đi trên mặt nước hắc thủy hà liên tục tiến về đầu nguồn sau nửa bước chân của hắn chân trước đạp tới không trung cảm nhận cỗ lực lượng vô hình trong không khí giống như lúc đầu cổ thần vừa hành tẩu trên hắc thủy hà bước một bước dẫm lên không khí rồi dẫm xuống mắt nước còn như hôm nay mặt nước lại như mặt đất còn không khí lại như mặt nước vậy liên tiếp mấy ngày mỗi lần cổ thần nhắc chân cũng không thể dừng lại chút nào trong không khí một bước dẫm xuống liên trực tiếp xuống lên mặt nước Cổ thần cũng không nổi giận, ban đầu hắn học cách đi trên mặt nước cũng như vậy, hắn đã cảm ngộ được cỗ vô hình lực lượng trên mặt nước, một ngày nào đó hắn cũng sẽ cảm ngộ được cỗ vô hình lực lượng trên không khí, đến lúc đó hắn sẽ chân chính ngộ đạo. Hành tổ trên không khí so với trên mặt nước khó khăn hơn rất nhiều. Một tháng trôi qua, cổ thần tuy rằng cảm nhận được cỗ lực lượng vô hình trong không khí nhưng nếu muốn dựa vào nó để tiến nhập hư không, lại là không thể. Lại một ngày nữa trôi qua, cổ thần tại giữa lòng hắc thủy hà liên tục đi về phía đầu nguồn ở hướng nam. Mỗi ngày cổ thần lòng mang cảm ngộ, không ngừng tiến về phía trước, không biết qua bao lâu trong chớp mắt ba tháng đã qua cổ thần dọc theo hắc thủy há đi cả mấy vạn dặm thế nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc vẫn dừng lại tại cảnh giới đi trên mặt nước còn kém một bước để đi được trên không khí trong ba tháng này cổ thần một mực nghĩ làm sao bước vào hư không thế nhưng mãi vẫn không thành công hắn không khỏi nghĩ thầm có phải là hướng suy nghĩ của mình đã sai rồi không hắn liên tục hồi tưởng ngao liệt đã từng nói qua với hắn về độ hư bí cảnh độ hư bí cảnh là một giai đoạn tu chân lớn trong đó chia làm bốn cảnh giới đằng vân giá vụ hư không hợp đạo tu sĩ chân chính lang không hư không bất luận lực lượng gì phải đạt tới hư không kỳ mới có thể làm được tại hai cảnh giới đằng vân giá vụ cần phải mượn may và xương mới có thể bước lên hư không cổ thần liên tục hồi tưởng lĩnh ngộ trọng tâm lại từ không khí về tới mặt nước nếu muốn một bước đăng không xem không có khả năng lúc này cổ thần đối với lĩnh ngộ thiên đạo sâu nhất cũng chỉ có thủy do đó cũng chỉ có thể từ thủy bắt đầu cước đạp mặt nước cổ thần cảm thụ được mỗi một tia khí tức mỗi một gợn sóng mỗi một dòng xoáy trong nước lại một lần nữa cổ thần bước một bước mặt nước ở dưới chân cổ thần không chỉ tựa như biến thành mặt đất còn biến thành một loại lực lượng tri nguyên mỗi một bước đạp xuống của cổ thần đem lực lượng vô hình gần mặt nước tụ tập lại dưới chân hình thành một cỗ lực hấp dẫn thật lớn một một lần giơ chân đều đem toàn bộ nước dưới chân nhấc lên mỗi lần giơ chân nước dưới chân đều bị cỗ lực lượng vô hình này phân ra dưới mỗi cước đạp xuống của cổ thần mặt nước dưới chân bị nhấc lên ngày càng cao sau một ngày đêm mặt nước dưới chân cổ thần mặt nước hắc thủy hà cao hơn một tấc mười ngày sau cao hơn mười thốn trăm ngày sau cao hơn trăm thún một hiện tượng kỳ quái xuất hiện trên hắc thủy hà cổ thần ở giữa sông đi tới thế nhưng hai trụ nước dưới chân dĩ nhiên so với mặt hắc thủy hà cao hơn ba trượng trên bầu trời phong vân thay đổi dần mây đen chậm rãi tụ đỉnh đầu cổ thần không biết khi nào một tiếng sấm vang lên trên bầu trời một tia sét cực lớn đánh xuống làm sáng ở trời đất sau đó đổ mưa tầm tã mưa to không ngừng trên bầu trời càng ngày càng nhiều mây đen tụ lại đỉnh đầu cổ thần đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ khắp nơi nhìn không rõ trong phương viên trường vạn lý không phương viên mười vạn lý cũng không chừng lúc này tựa hồ cả khối thiên địa đều đang run rẩy sấm sét trên bầu trời không ngừng đánh xuống từng đạo sấm sét dữ dội tựa như nhân gian đến ngày diệt vong toàn bộ cổ hoàng đại địa vô số mây đen đều mãnh liệt tụ về phía bắc hoang mặc kệ là trung thổ nhân tộc hay đông hoàng yêu vực hay nam hoàng vu cường cường giả cao thủ tam tộc đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời thiên địa biến sắc một cường giả sắp được trùng sinh cổ thần nhất tâm dung nhập vào mặt nước dưới chân dị tượng trên bầu trời không hề quan tâm lúc này hắn lĩnh ngộ cổ vô hình lực lượng dưới chân đã đạt tới xuất thần nhập hóa hai trụ nước kia bị hắn nhắc lên càng ngày càng cao dần dần vượt lên trên mặt nước bốn trượng rồi năm trượng thân thể cổ thần ở trong hư không chỉ là cột nước dưới chân hắn liên tiếp kéo lên khỏi mặt nước chỉ cần cột nước dưới chân vừa đứt cổ thần vẫn có thể bảo trì bước trong hư không như vậy hắn liền thành công tiến nhập độ hư bí cảnh rốt cuộc cột nước dưới chân cổ thần vượt lên mặt hắc thủy hà trường mười trượng trên bầu trời sấm sét vũ loạn vô số mây đen tụ tập lại cùng một chỗ đen kịt không gì sánh được tựa như mở ra khuôn mặt ác ma tàn bạo nhìn chằm chằm vào cổ thần cước bộ của cổ thần không ngừng tiến về những chỗ cao hơn cột nước lại bị hắn nhấc lên cao hơn rốt cuộc khi cột nước được nhấc lên tới trình độ nhất định cổ thần bước một bước làm cột nước dưới chân như bị kéo thành một đường cong trong né mắt tan vỡ rơi xuống mặt nước thế nhưng bọt nước trong phạm vi một tóc dưới chân cổ thần lại bị cỗ vô hình lực lượng nâng lên nhưng cũng không có rơi xuống tơ một đám mây mềm mại bị hắn dẫm dưới chân cột nước tan vỡ rơi xuống sông cổ thần đạp hai lùng thủy vân đạp lên hư không tu vi của cổ thần lại tăng tiến trong sát na tự hồ tích tụ lực lượng thành công tiến nhập độ hư bí cảnh trong ngàn năm qua trở thành cương giả đầu tiên của nhân tộc bước vào độ hư bí cảnh 10 tuổi sống lại 10 tuổi bước vào tiên thiên 13 tuổi bước vào thần hải bí cảnh 18 tuổi bước vào mệnh tuyển bí cảnh 108 tuổi bước vào độ hư bí cảnh tốc độ tu luyện như vậy cho dù là chư từ đại tiên thượng cổ đều phải cam bái hạ phong chỉ có đại đế trong truyền thuyết siêu thoát chư tử đại tiên ngang dọc toàn bộ cổ hoang đại địa mới có thể so sánh với hắn ngay khi cổ thần bước vào độ hư bí cảnh trong nháy mắt cả thiên địa tự như tan vỡ vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống từng đạo lớn như vòi nước tiếng nổ kinh thiên liên tiếp vang lên đỉnh đầu cổ thần không xuất hiện vòng xoáy hắc ấm như những người khác đổ kiếp mà lộ ra một khuôn mặt lớn đen kịt khuôn mặt này treo trên trời trong con mắt lớn chừng mấy vạn lì lóe ra ánh mắt giận dữ đến cực điểm Tu sĩ bước vào độ hư sẽ phải đối mặt với đệ lục trọng lôi kiếp khảo nghiệm, lôi kiếp có 9, đệ cửu trọng lôi kiếp được gọi là cửu cửu đại lôi kiếp, đệ lục trọng lôi kiếp trở lên gọi là lục lục trọng lôi kiếp, dưới đệ lục trọng lôi kiếp đều gọi là tiểu lôi kiếp, do đó từ đệ lục trọng lôi kiếp trở lên, lực lượng lôi kiếp tăng tiến một đoạn lớn, đã ẩn chứa lực lượng phát tắc, thực lực mạnh hơn ngũ trọng lôi kiếp phía trước vô số lần, nhưng mà, từ xưa đến nay, mặc kệ là vị tu sĩ nào khi độ đệ lục trọng lôi kiếp chẳng bao giờ gặp phải trường hợp như cổ thần, trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện khuôn mặt lớn đen kịt chỉ riêng con mắt đã chiếm phương viên mấy vạn rồi. Khuôn mặt lớn này ở trên bầu trời, bởi vì cự ly quá xa, thoạt nhìn mới là như vậy nếu nhìn gần. Khuôn mặt kia lớn tới mức nào thật không thể tưởng tượng được, coi như là đệ thất, đệ bát trọng lôi kiếp, cung cửu cửu đại lôi kiếp cũng chưa bao giờ có khí thể lớn như thế. Trong hai đôi mắt đen kịt, thầm thấu dày đặc sát khí, trước miệng lớn đen ngòm hé ra, một trận bạo hưởng ầm ầm, sáu đạo lôi kiếp chói mắt trong nháy mắt từ trong miệng phóng ra, từ trên bầu trời oanh xuống. Một tu si có lòng phá đạo dĩ nhiên lĩnh ngộ thiên đạo, bước vào độ hư bí cảnh phát hiện thiên địa quy tắc thiên đạo giận dữ thế phải tiêu diệt con kiến hôi không biết trời cao đất dày này đệ lục trọng lôi kiếp đánh xuống ẩn chứa pháp tác lực công kích so với đệ thất trọng lôi kiếp bình thường có phần mạnh hơn lôi kiếp bình thường là khảo nghiệm mà lúc này thiên đạo đối với cổ thân là muốn hủy diệt trong nháy mắt coi như là tu sĩ ở ngoài mười vạn dặm cũng có thể nhìn thấy ở xa hiện ra một khuôn mặt lớn đen kịt trên bầu trời bắc hoang phòng ra sáu đạo lôi kiếp có thể tiêu diệt cả cường giả giá vũ kỳ trong lòng cổ thần khé động nhịn không được thoáng nhìn về phía đông lúc này lôi kiếp sắp tới ánh mắt cổ thần chợt lóe rồi lập tức thu lại hết sức chăm chú đối mặt với lôi kiếp lấy thực lực của cổ thần bước vào độ hư thực lực so với minh khiếu kỳ cực hạn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần coi như là cường giả giá vũ kỳ cũng không phải địch thủ của hắn vốn tưởng rằng độ đệ lục trọng lôi kiếp cũng dễ dàng như trước lại không ngờ lần này thực lực dĩ nhiên mạnh kinh khủng khiến cổ thần cảm thụ được uy hiếp trí mạng cực độ cổ thần có thể cảm giác được bản thân nếu bị sáu đạo lôi kiếp này đánh trúng cho dù thân thể hắn có mạnh hơn cả cương giả giá vũ kỳ thì không chết cũng bị trọng thương Điều này làm cho cổ thần cực kỳ khó hiểu, đệ lục trọng nối kiếp này uy lực kinh khủng như vậy, mấy chiếc cường giả bước vào độ hư rốt cuộc làm sao vượt qua được? Không có khả năng mỗi một cường giả độ hư đều như cổ thần, thân thể trải qua mấy lần thoát thai hoàn cốt, đồng thời còn tu luyện thiên hạ để nhất tu chân bí điển chiến thần tinh kinh, mà quan trọng nhất là cổ thần đã đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới nguyên thần dung khiếu đại thành cảnh giới rồi, thân thể cường đại, cường giả giá vụ kỳ cũng không thể theo kịp, thế nhưng, cho dù như vậy, cổ thần có thể từ đệ lục trọng nối kiếp cảm thụ được uy hiếp chí mạng, cổ thần lại không biết Tạo tâm của hắn phạm kỵ phải chịu thiên đạo chu sát lối kết bánh súng dĩ nhiên không phải là khảo nghiệm mà là hủy diệt thiên đạo muốn tiêu diệt hắn hà có thể cho hắn cơ hội tồn tại tuy là lục trọng lối kiếp nhưng lực lượng lối kiếp này so với trọng lối kiếp bình thường cũng còn mạnh hơn rất nhiều cổ thần không có tiếp tục suy nghĩ vì sao lực lượng lối kiếp lại mạnh mẽ như vậy nữa hắn chỉ biết nếu bị trọng lối kiếp này đánh trúng 99% là phải chết do đó hắn không thể ngồi chờ chết để mặc cho lối kiếp đánh xuống được thân thể cổ thần trong nháy mắt biến hóa thành ba đầu sáu tay thực lực bạo bạo tăng Ba cái đơ, tất cả đều nhìn lên bầu trời, giống lên một tiếng thật lớn. Chiến thần diệt tinh bán, ngay khi hắn hét lên, sau cánh tay song song kết thành quyền ân chiến thần diệt tinh quyền đánh về phía lôi kiếp ở trên đỉnh đầu. Chiến thần diệt tinh quyền là bí pháp công kích trí cường trong thiên địa, bản thân ẩn chứa pháp tác lực cường đại, cổ thần có tu vi minh khiếu kỳ, sử dụng chiến thần diệt tinh quyền liền có thể giết được cả cường giả đằng vân kỳ hôm nay tu vi của cổ thần đã bước vào độ hư lại thi triển chiến thần diệt tinh quyền bên trong ẩn chứa pháp tác lực còn manh hơn cả chục lần so với minh khiếu kỳ lúc này trong ngày mắt cổ thần đánh ra đồng thời sáu quyền chiến thần diệt tinh quyền uy lực càng mạnh không thể tưởng tượng nổi sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền phóng lên cao trong sân là kết hợp sông lên cao mấy nghìn trượng âm, âm 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 sau tiếng nổ kinh thiên động địa đồng loạt vang lên chấn điếc tai người nghe sáu đạo lôi kiếp tuy rằng lực lượng cường đại đủ để oanh sát cường giả giá vũ kỳ nhưng chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần thực lực cũng không kém hơn sáu quyền đồng loạt đánh ra cương giả giá vũ kỳ cũng phải thối lui bất quá lôi kiếp vô cùng vô tận cổ thần đánh ra sáu đạo quyền cương trong sát na sáu đạo quyền cương đánh nát lôi kiếp rồi tan biến còn lôi kiếp vô cùng vô tận vẫn tiếp tục bổ xuống cổ thần mặt không gọn sóng từ lúc sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đánh ra sáu cánh tay đã lại kết thành quyền ấn trên bầu trời sáu đạo quyền cương vừa mới tan biến sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương lại đánh lên cao cùng lôi kiếp trên bầu trời đánh súng va chạm với nhau Um, 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 um. lại sau tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cổ thần lấy thức lực mạnh mẽ lần thứ hai giao phong chính diện với thiên đạo lôi kiếp, sáu đạo quyền cương lại cùng lôi kiếp hơn nghìn trượng đồng thời nổ tung. chỉ nghe cổ thần rồng to một tiếng, chiến thần diệt tinh quyền tiếp tục lại có sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền cương đồng thời đánh lên bầu trời. cổ thần cướp đạp thủy vân, đứng giữa hư không đối mặt với thiên đạo lôi kiếp, tựa như một pho tượng chiến thần bất bại, trong lòng tràn ngập chiến ý bất khuất khiến hắn đứng sừng sững tựa như một tòa núi dưới lôi kiếp đánh xuống vẫn không chút sứt mẻ lại một loạt tiếng nổ kinh thiên vang lên cổ thần đánh ra chiến thần diệt tinh quyền cương tiếp tục đụng độ với thiên đạo lôi kiếp hóa thành hư vô lôi kiếp bình thường đánh xuống đã sớm bị đánh tan nhưng lôi kiếp lần này tựa như không dứt cổ thần liên tục ba lần đánh ra 18 chiến thần diệt tinh quyền cương chặn lại lôi kiếp trên trời tiếng sấm sét nổ vang không ngừng lôi kiếp vô cùng vô tận lại tiếp tục đánh xuống cổ thần bước vào độ hư pháp lực trong cơ thể hóa thành tiên lực cuồn cuộn không ngừng nếu là sử dụng quyết pháp thuật khác liên tục thi triển như vậy thì không thành vấn đề nhưng chiến thần diệt tinh quyền là một loại quyền pháp tiêu hào pháp lực cực lớn tu sĩ si, tu vi càng cao thi triển chiến thần diệt tinh quyền uy lực càng mạnh tương ứng pháp lực tiêu hào cũng càng nhiều cổ thần khi còn dừng tại minh khiếu kỳ cực hạn đã từng liên tục sử dụng 6 lần chiến thần diệt tinh quyền hôm nay đã bước vào độ hư bí cảnh cho dù chiến thần diệt tinh quyền không giống pháp thuật bí quyết khác có thể sử dụng liên tục không ngừng nhưng số lần sử dụng cũng nhiều hơn minh khiếu kỳ cực hạn cả chục lần do đó cổ thần tuy rằng không ngừng đánh ra sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền thế nhưng tiên lực vẫn như trước cuộn trào mãnh liệt không có chút cảm giác kiệt lực nào lối kiếp chưa dừng chiến ý trong lòng cổ thần cũng không khuất phục sau cánh tay vẫn tiếp tục kết chiến thần diệt tinh quyền ấn đánh ra sáu đạo quyền cương ẩn chứa đại lượng pháp tắc lực âm um, âm um, âm um, âm um, âm um. âm. lối kiếp vô cùng vô tận từng đạo không ngừng từ trên bầu trời đánh xuống đều bị cổ thần sử dụng chiến thần diệt tinh quyền từng bước oanh diệt lần thứ tư lần thứ năm lần thứ tám lần thứ chín Ấm, 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 ấm. trên bầu trời tiếng sấm vẫn như trước không ngừng vang lên lôi kết lại từ trên bầu trời đánh xuống người cổ thần ngươi có còn muốn tiếp tục hay không cổ thần nhịn không được ngửa mặt lên trời giống lớn cổ thần liên tục sử dụng chiến thần diệt tinh quyền đánh ra năm mươi bốn quyền cho dù hắn đã bước vào độ hư bí cảnh cũng cảm thấy tiên lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn dần dần sản sinh cảm giác kiệt lực thế nhưng đối mặt với lôi kết tạo thành uy hiếp trí mạng, cổ thần vẫn không ngừng kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn sau cánh tay lại hướng lên bầu trời đánh ra sáu đạo quyền cương ấm, ấm, ấm. Sau một hồi, trong 63 đạo chiến thần diệt tinh quyền đã được đánh ra, có câu nhất quyền đằng vân vong, thập quyền giá vụ diệt, nghĩa là cho dù giá vụ cường giả thì với 60 chiến thần diệt tinh quyền cũng đủ để chu diệt 6 tên. Thế nhưng đệ lục trọng lôi kiếp lại vẫn chưa kết thúc, khuôn mặt lớn đen kịt, trong hai mắt đen ngòm tựa hồ ẩn chứa hung quang vô cùng, có một loại ngoan ý không đem cổ thần diệt sát quyết không bỏ qua, liên tục đánh ra 60 quyền chiến thần diệt tinh quyền. Tiên lực trong cơ thể cổ thần đã tiêu hao mất 9 phần 10, nếu lại đánh tiếp, em là tiên thể cũng vì tiên lực tiêu hao quá độ mà hư thoát chính vào lúc này một cổ dẫn lực cường liệt lại từ phương xa số xuất hiện khiến trong lòng cổ thần giật mình thật sâu tuy rằng thân thể không thể cảm giác được con mắt cũng không thể nhìn thấy nhưng trong lòng cổ thần lại cảm ứng được phương xa xôi sản sinh một cổ ba động cường liệt đó là loại ba động tương liên với hắn trên bầu trời khuôn mặt lớn đen kịt đột nhiên đình chỉ đánh xuống lôi kiếp hơi chuyển động tựa như nhìn về phương đông trong sát na càng di chuyển lên cao hơn dần dần biến mất trên bầu trời cổ thần thở ra một hơi thật dài lối kiếp chết tiệt này cuối cùng cũng kết thúc nếu không kết thúc coi như là siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng không thể chịu nổi công kích vô cùng vô tận của lục trọng lôi kiếp này bị đánh tới chết thoáng điều chỉnh nội tức một chút ánh mắt cổ thần hướng phương đông xa xôi nhìn lại thầm nghĩ phương đông nhất định là xảy ra chuyện lớn mới hấp dẫn được khuôn mặt lớn đen kịt kia bằng không mà nói thiên đạo chết tiệt kia không biết còn muốn đánh súng bao nhiêu lôi kiếp nữa nếu thiên đạo chết tiệt kia biết ta muốn phá đạo trọng lập cố ý đưa ta vào chỗ chết sao bằng không hóa có lôi kiếp dài và cường đại như vậy suy nghĩ một trận cổ thần lẩm bẩm than thở nếu thiên đạo của thực muốn đưa ta vào chỗ chết chuyện ở phương đông kia đã cứu ta một mạng chuyện này xảy ra cách chỗ ta rất xa nhưng trong lòng ta lại có thể cảm ứng được không ngờ giữa chúng ta lại có sự liên hệ chỉ là ta năm nay đã 108 tuổi tính thời gian kiếp trước phần mộ của hắc thủy đại đế chính là mở ra vào lúc này đồng thời ta cũng có được đỉnh thiên quyết tu vi còn chưa bước vào tiên thiên chỉ có tư cách nghe người khác luận đàm về nó Kiếp này ta đã là độ hư cường giả cũng muốn tham gia góp vui hơn nữa chiến thần hình từng nói qua hỏa chi bản nguyên không phải chỉ là đồ vật có ích thu được hỏa chi bản nguyên ngũ hành pháp tắc bên trong liền có thể lĩnh ngộ được hỏa chi pháp tắc nghe khẩu khí của hắn nếu lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc không được đầy đủ tựa hồ có hại rất lớn mà hấp thu hỏa chi bản nguyên còn phải có bốn bổn nguyên khác mới có thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc hỏa chi bản nguyên đã nhập vào trong cơ thể ta xem ra ta phải tìm cách lĩnh ngộ những bổn nguyên còn lại nhất định phải như vậy ngoài trừ hỏa chi bản nguyên ta chỉ biết thổ chi bản nguyên bị hiên viên đại đế triệt để phong ấn không biết lấy tu vi hiện tại của ta có thể đoạt được hay không nếu phần mộ của hắc thủy đại đế sắp sửa xuất thế để lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc vô luận như thế nào ta cũng muốn đem thủy chi bản nguyên đoạt tới trong tay phương đông vừa xảy ra chuyện gì nhỉ đợi ta đoạt được thủy chi bản nguyên rồi điều tra cũng không muộn một năm ở nhân gian tuy nói thọ nguyên của tu sĩ rất dài nhưng thời gian một năm cũng không ngắn không biết sư tỷ hiện tại thế nào rồi hư thiên tông lại ra sao tiên âm một mình đi vào nam hoàng đến nay đã hơn 80 năm rồi thực sự là khổ cực cho nàng một mực ở tại thiên đình chờ ta đến nay đã hơn 90 năm hiện tại lòng ta đã thông suốt hẳn là nên đi tìm các nàng thôi ánh mắt từ phương đông xa xôi thu hồi quay về đầu nguồn hắc thủy hà nhìn lại lúc này mây đen trên bầu trời đã tản đi cũng không còn mưa nữa Đường nhìn rất tốt thế nhưng hắc thủy hà uốn lượn nên cổ thân dù cố gắng nhìn ra tận cùng vẫn chưa đến đầu nguồn hắc thủy hà dài đến hơn 10 vạn lý lúc này cổ thần vừa mới rời khỏi khu vực bắc hoang phàm nhân chi riêng phần đất liền đã hơn vạn lý mà cảnh nội hắc thủy hà còn rộng hơn 20 vạn lý nên hắn tự nhiên là không thể nhìn thấy đầu nguồn rồi dưới chân bước ra một bước hai luồng thủy vân ở lòng bàn chân cổ thần hướng về phương nam cứ tạp hư không mà đi bước vào độ hư bí cảnh cảm xúc đối với pháp tắc càng thêm linh mẫn hơn nhiều cổ thân có thể dễ dàng cảm giác được cỗ lực lượng vô hình trong hư không cũng có thể sử dụng nó trong không khí tựa hồ hiện ra một cái lưới lại tự có một cánh cửa trung điệp đem toàn bộ không gian liên kết lại cùng một chỗ cổ thân cảm ngộ không gian pháp tắc dưới chân lại bước một bước thân thể trong sát na biến mất không thấy bước trong hư không nhưng khi vừa dừng lại đã đi xa được hơn 10 trượng một bước nhẹ nhàng liền có thể đi ra hơn 10 trượng lần đầu tiên cổ thần sử dụng lính ngộ của mình đối với không gian pháp tắc tiến hành thuần di không có mượn bất kỳ không gian pháp bảo nào tuy rằng cổ thần đối với lính ngộ không gian pháp tắc còn không thành thạo xuyên qua hư không cự ly phi thường ngắn trong lòng hẳn cũng không nổi giận tiếp tục bước về phía trước theo cổ thần liên tục xuyên qua hư không cự ly càng ngày càng xa vừa mới bắt đầu cổ thần chỉ có thể thuấn di ra hơn 10 trượng khi lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc càng lúc càng sâu sắc vận dụng càng thêm thành thạo cự ly thuấn di cũng xa hơn rất nhiều sau hơn hai canh giờ liền có thể trong ngày mắt đi ra trăm trượng ngày thứ hai liền có thể thuấn di mấy trăm trượng liền buổi chiều ngày thứ hai cổ thần một đường thuấn di rốt cục dọc theo hắc thủy hà đi tới đầu nguồn đầu nguồn hắc thủy hà ở một dải đất cao nguyên phía tây nam bộ là nơi trung gian giữa đại linh đế đình tiến về phía nam và đại kiên thánh đình khi cổ thần nguyên thần dung khiếu mặc dù không có thần thức nhưng phạm vi lực cảm ứng của thân thể so với thần thức điều tra còn rộng lớn và linh mẫn hơn nhiều bước vào độ hư bí cảnh cổ thần có thể cảm ứng mọi động tĩnh trong phương viên hơn ngàn dặm ánh mắt cổ thân nhìn về phía nam ngoài mấy trăm dặm có một ngọn núi cao vút chặn mắt tầm nhìn của hắn hắn rõ ràng cảm ứng được bên kia ngọn núi các hắn trùng tám trăm dặm đang có một hồi chiến đấu có sáu người đang chiến đấu từ trên người họ truyền ra pháp lực ba động đều là cao thủ minh khiếu kỳ một bên chỉ có một người mà bên kia lại có tới năm người chiếm thượng phong không phải là bên nhiều người mà là bên đơn độc dĩ nhiên kẻ đó có tu vi minh khiếu kỳ cực hạn còn năm người kia đều có tu vi minh khiếu trung kỳ năm người liên thủ cũng không phải là đối thủ của minh khiếu kỳ cực hạn liên tục lâm vào hiểm trạng dưới chân cổ thần khẽ động thân thể thuấn di biến mất không thấy bước vào trong hư không trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi ngoài vạn trượng rất nhanh liền lao tới bầu trời phía trên 6 người đang chiến đấu cổ thần đã là độ hư cường giả tu vi hơn xa 6 người hắn ở trên đám mây nhìn xuống phía dưới mà không một ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn trong 6 người phía dưới dĩ nhiên có mấy người mà hắn quen biết một người đầu trọc mặc áo cà sa màu trắng là một hòa thượng lúc này trên thân hắn phát ra kim quang tựa như kim cương lâm thế thể lực mạnh mẽ đến cực điểm chính là thiên tài phật môn anh cừu la vương 90 năm trước tại đế đâu. trên đoạn đế đại hội đã cùng cổ thần đánh một trận một người khác trong tay cầm một cây phương thiên kích thật lớn tại vừa ra khi thế kinh người đủ có thể phá phân thiên địa náo động âm dương cũng đã từng cùng cổ thần giao đấu trên đoạn đế đại hội đó là người của chư tử thế gia hầu quân cực còn có một người thân mặc trường bào màu đen cả người tựa hồ đều bao phủ trong âm ảnh trong lúc chiến đấu cũng không thể hắn tiến về phía trước mà là ngồi dưới đất nói lầm bẩm phía trước một đoàn hắc khí cuồn cuộn bay bên trong có một cựu ảnh cao chừng mười trượng nửa trắng nửa đen là phân thân của vu thần người này cổ thần cũng nhận ra được hắn là thủ tịch đại vu sư vu đạo tông của đại ly đế đình năm xưa cũng từng giao thủ trên đoạt đế đại hội ngày đó ba người này đều có tu vi nguyên thần cho tới bây giờ đều đã bước vào minh khiếu trung kỳ nhất là anh cưu la vương thực lực đại phát có dấu hiệu sắp đột phá minh khiếu hậu kỳ ngoài ba người anh cưu la vương hầu quân cực vu đạo tông còn hai người khác thoạt nhìn đều là tu sĩ chừng 35 tuổi, đều có tu vi minh khiếu trung kỳ. Cổ thần chưa từng gặp qua, năm vị tu sĩ minh khiếu trung kỳ cùng một vị tu sĩ minh khiếu hậu kỳ đối chiến. Có thể chiếm thượng phong, nhưng so với tu sĩ minh khiếu kỳ cực hạn thực lực vẫn còn kém xa. Ngay cả năm người đều là thiên tài nhưng đối mặt với tu sĩ minh khiếu kỳ cực hạn công kích vẫn liên tục lâm vào hiểm cảnh. Cổ thân cười nhạt, hôm nay không biết là ngày gì, dĩ nhiên lại gặp được mấy người quen. Vị tu sĩ minh khiếu kỳ cực hạn kia, hắn không ngờ cũng nhận ra được, chính là thổ luân đại vu vào 60 năm trước. Nhân lúc cổ thần và ma vương đồ độc đại chiến đã chạy ra vu cương, lúc đó cổ thần và ma vương đồ độc đại chiến, ngoại trừ hỏa huỳnh mộc ân, âm một ba vị đại vu đã chết, các đại vu khác còn sống đều đứng về phía cổ thần. Chỉ có mình thổ luân đại vu lựa chọn cùng ma vương đồ độc cùng tiến thối. Cách của ma vương đồ độc bị cổ thần sử dụng chiến thần diệt tinh quyền, một quyền ánh sát, Thổ Luân Đại Vu thấy tình thế không ổn, nhân lúc hỗn loạn lẩn trốn, từ đó về sau không biết tung tích. Dĩ nhiên hôm nay lại gặp phải, ánh mắt cổ thần chăm chú nhìn vào trên người Thổ Luân Đại Vu, hắn thân là chiến thần cổ vu tộc, hôm nay lại gặp được phản đồ, tự nhiên là muốn thanh lý môn hộ. Đen Thổ Luân Đại Vu án theo vu tộc tộc quy xử trí, bất quá, cổ thần không còn nóng lòng động thủ, hắn vẫn đứng ở trên đám mây, phát hiện từ rất xa phía nam có một đạo tiêu quang đang phi độn tới nơi này. Dựa theo tin tức kiếp trước nghe được, anh câu la vương và Hồ quân cực đều là chính là nhân vật có thể tiến nhập phần mộ của hắc thủy đại đế hiện tại đang trong khoảng thời gian phần mộ của hắc thủy đại đế chuẩn bị hiện thế bọn họ ở đây có lẽ liên quan tới chuyện này cổ thần không tìm được vị trí phần mộ của hắc thủy đại đế với hắn thật sự muốn nhìn xem vì sao bọn họ lại cùng thổ luân đại vu chiến đấu thổ luân đại vu ổn định chiếm thượng phong cười ha hả quát lớn nhân tộc tu sĩ mau đem bảo vật giao ra đây ra ra còn có thể tha cho các người một mạng nếu còn ngoan cố ta cũng mặc kệ các người có lai lịch gì đều phải ra tay giết người trong lúc nói chuyện thổ luân đại vu liên tục oanh quyền từng đạo quyền cương màu vào những ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng tu vi của hắn còn cao hơn năm người hai cấp bậc nên trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ xuất kích khiến bọn họ người không thể chống đối coi như là anh câu la vương cả người phát ra kim quang tựa như một pho phật tượng bằng đất chỉ dựa vào thân thể minh khiếu trung kỳ căn bản không thể liều mạng với thổ luân đại vu chia quyền lướt qua năm người đều phải né tránh đồng thời huy quyền mạnh kháng quyền cương giao nhau thân thể liền bị lực phản trần đánh văng ra xa thân thể đập mạnh lên mặt đất tạo thành cái hố sâu mấy trượng bảo vật cổ thần ở trên may nghe được thầm nghĩ rốt cuộc là loại bảo vật gì lại có thể khiến mấy người giao thủ chẳng lẽ không phải là liên quan tới mộ phần của hắc thủy đại đế đám người anh tu la vương không thể địch lại mắt thấy thổ luân đại vu muốn hạ sát thủ một gã tu sĩ thật nhìn hơn 30 tuổi từ trong hố sâu đi ra quát cho ngươi trong lúc nói người nọ liền vung tay lên một đạo hắc ảnh cỡ nửa bàn tay bay về phía thổ luân đại vu tuy rằng hắc ảnh kia nhanh như thiểm điện nhưng lại cổ thần nhìn thấy rõ ràng đồng thời kinh ngạc vì không ngờ nó là một khối ngọc bội đen kịt nhưng khối ngọc bội kia cực kỳ giống với vô thượng tiên bảo mà hắc thủy đại đế lưu lại đang nằm trong tay cổ thần trong lòng cổ thần nhất thời có hứng thú thổ luân đại vu cười ha ha thủ ảnh khé động ngọc bội đen kịt liền bị hàn nắm trong tay liếc mắt nhìn ngọc bội đen kịt cảm nhận được càn không bên trong bất quá thổ luân đại vu vẫn chưa rời khỏi ngay ánh mắt đảo qua năm người nói trên người các ngươi còn có bảo vật gì mau chóng giao ra đây đừng để ta ân đang khi nói chuyện khuôn mặt thổ luân đại vu đột nhiên đại biến quay đầu về phía nam nhìn lại chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm sáu đạo tiêu quang đang cấp tốc lao về phía này nhất thời nhướng mày hóa thành một đạo tiêu quang bay về phía đông năm người hầu quân cực nhìn thấy sáu đạo tiêu quang nhất thời tinh thần đại hỉ một lúc sau sáu đạo tiêu quang đã đến bên cạnh năm người tu sĩ vừa ném ra ngọc bội đen kỳ chỉ vào tiêu quang của thổ luân đại vu la lớn mau đuổi theo bảo vật bị hắn cướp đi một kiện rồi sáu người vừa tới trận nhíu mày cùng kêu lên đuổi theo trong sân na mười một đạo tiêu quang phóng lên cao đuổi theo thổ luân đại vu chia trên mặt thổ luân đại vu mang về tươi cười quay đầu lại nhìn mười một đạo tiêu quang phía sau thầm nghĩ trừ phi độ hư cường giả bằng không chỉ dựa vào các ngươi sao có thể đuổi được ra ra chứ ôi thổ luân đại vu đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi trong khoảng không phía trước tựa hồ hóa thành tường đồng vách sắt đầu của hắn liền bị đập vào đó trong lúc kinh hô một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng bao phủ lên chu vi xung quanh trong sát na tựa hồ toàn bộ đều biến thành thực chất Đen thổ luân đại vu nhốt vào bên trong xong là độ hư cường giả trong lòng thổ luân đại vu đại động chính lúc trong lòng thổ luân đại vu kinh hãi một bóng người xuất hiện trước mặt hắn con mắt thổ luân đại vu còn chưa biến đổi nhưng nhất thời nổi lên vẻ khiếp sợ chiến thần dĩ nhiên là chiến thần nhanh như vậy chiến thần dĩ nhiên đã bước vào độ hư bí cảnh trong mắt thổ luân đại vu lộ rõ vẻ khủng hoảng trong lòng nhắc lên kinh đào hại láng mười một đạo tiêu quang phía sau cũng đã đuổi tới thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một độ hư cường giả cước đạp lên đám mây nhất thời đình chỉ tăng tốc đời thầy do tướng mạo cổ thần trong mắt ba người anh cưu la vương hầu quân cực vu đạo tông đều mạnh mẽ nhảy lên cùng kinh hô cổ sát thần người dĩ nhiên đã bước vào độ hư bí cảnh vô luận nhãn thần hay âm điệu đều chứng minh nỗi khiếp sợ trong lòng ba người 90 năm trước cổ thần mới vào mệnh tuyền ba người anh cưu la vương hầu quân cực vu đạo tông đã sớm là cao thủ tuyệt đỉnh danh chấn cổ hoang rồi trên đoạt đế đại hội ba người anh cưu la vương hầu quân cực vu đạo tông thua dưới tay cổ thần tên tu sĩ trẻ tuổi có tu vi mới vào mệnh tuyền bí cảnh hôm nay đã trở thành cường giả bước vào độ hư bí cảnh. Nếu như nói 90 năm trước, ba người bại dưới tay cổ thần còn cảm thấy phiền muộn, thì lúc này thấy cổ thần, trong lòng cũng chỉ có kinh hại cùng ngạc nhiên. Các vị cao thủ đứng đầu đuổi theo nhìn cổ thần trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tên tu sĩ vừa rồi tung ngọc bội đen kịt ra thở dốc nói, cổ sát thần, hắn chính là kẻ 60 năm trước, tàn sát mấy vạn tu sĩ tàng gia, hủy diệt đại danh đế đỉnh. Hắn chính là cổ thần, người này tinh thần kích động, tay phải chỉ vào cổ thần liên tục run rẩy vu đạo tông liếc mắt nhìn tu sĩ kia nói trịnh huynh chính là hắn đồng thời với vu đạo tông lên tiếng trong ánh mắt người nọ cũng đột nhiên phát ra một tia sát khí lấy lực cảm ứng linh mẫn của cổ thần tự nhiên là rất rõ ràng điều này khuôn mặt không khỏi trầm xuống rồi đột nhiên trong không khí có mùi thuốc súng ngoại trừ nam tên cao thủ minh khiếu trung kỳ thì sáu kẻ vừa tới trợ giúp có bốn người là cao thủ minh khiếu hậu kỳ hai người còn lại cũng đều là minh khiếu trung kỳ trong một người này bốn người là minh khiếu hậu kỳ bảy người là minh khiếu trung kỳ 11 người liên thủ coi như là cao thủ minh khiếu kỳ cực hạn cũng chỉ có thể chạy trốn chết. Thực lực mạnh đủ có thể quét ngang mệnh tuyển bí cảnh. Thế nhưng tu vi của cổ thần không chỉ là mệnh tuyển bí cảnh, mà là độ hư bí cảnh. Tuy rằng chỉ mới tiến nhập nhưng cũng vẫn là độ hư a. Giữa mệnh tuyển bí cảnh và độ hư bí cảnh có một khoảng cách không thể vượt qua, một bên là phàm, một bên là tiên, chỉ cần cổ thần nguyện ý động thủ, 11 tên cao thủ minh khiếu kỳ này, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể giết chết ánh mắt cổ thần chăm chú vào trên người tên tù sĩ họ trịnh kia nói thế nào mười một giết ta cao thủ hai bên đều quay đầu thoáng nhìn qua tên tù sĩ họ trịnh kia một số trong mắt lộ vẻ đã hiểu số còn lại thì khó hiểu đồng thời ra hiệu với tên tu sĩ họ trịnh kia rằng Đối phương là một vị cường giả độ hư, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, dù có thu hận gì. Cũng đợi đạt tới độ hư bí cảnh hãng nói. Tên tu sĩ họ trịnh kia vẫn đứng yên, không động đậy. Hiển nhiên đối với tu vi của cổ thần thập phần sợ hãi. Thế nhưng câu hận trong lòng lại áp lực khiến hắn thở hổn hển nói. 60 năm trước, khi cổ thần đánh chết đại danh tiêu thần đế quân, hủy diệt đại danh đế đỉnh, gia phụ trịnh mộng nam cũng ở đại danh đế đâu. Cổ thần ngươi có còn nhớ không? Một câu phía trước là giải thích với cao thủ hai bên, còn câu phía sau là để chất vấn cổ thần. Trịnh mộng nam. Cổ thần lẩm bẩm một câu này, tựa như nhớ về 62 năm trước. Một hồi giết chóc máu tanh gật đầu nói, chưa truyền thừa trịnh gia gia chủ, ta nhớ kỹ, hắn thực lực không sai, có thể tiếp được hai quyền chiến thần diệt tinh quyền. Nguyên lai like, ngươi là con của hắn, chết không được thấy ta lại có thâm cửu đại hận. Bắt quá tu vi của ngươi quá yếu, cho dù một trăm, một nghìn năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Môn báo thu trở người bước vào độ hư bí cảnh đã, trải qua hơn 60 năm tu tâm dựng tính tại trần thế. Tâm tình cổ thần sớm đã tốt trạng thái giết trong ngày trước khôi phục bình tĩnh trở lại trong lòng không còn có cảm giác thì huyết này nữa nghe xong hai người đối thoại trong ánh mắt mấy tu sĩ kia đều lộ về đã hiểu Ngày đó trịnh mộng nam chết dưới tay cổ thần chư tử thế gia cũng không có kiêng để nói thoát ra ngay cả thánh hoàng và tàng gia lão tổ tàng khôn sơn cũng chưa từng có thể ngăn cản cổ thần nói rõ tu sĩ bình thường truy sát đối với cổ thần vô dụng đem tin tức trịnh gia gia chủ bị cổ thần đánh chết nói ra ngoài ngược lại sẽ làm hạ thấp danh dự của chư tử thế gia do đó trịnh mộng nam chết dưới tay cổ thần cũng chỉ có một ít thành viên nội bộ chư tử thế gia biết được đối với chuyện báo thù hậu thế của tứ đại chư tử thế gia còn được mấy vị lão tổ truyền xuống bất kể là ai cũng không được tự tiện đi tìm cổ thần báo thù ân ân oán oán đều do bọn họ giải quyết trịnh huynh hào hán không chịu thiệt thói trước mắt cổ thần đã bước vào độ hư chúng ta không phải đối thủ của hắn nên vạn lần không nên hành động theo cảm tình khiến mọi người phải liên lụy một vị tu sĩ ở bên cạnh khuyên nhủ tu sĩ họ trịnh kia cắn răng thở dài một hơi quay đầu sang một bên không hề để ý tới cổ thần nữa bộ dáng rất phiền muộn Cổ thần cũng không có đem 11 tên minh khiếu kỳ cao thủ này để trong lòng. Xoay chuyển ánh mắt về phía thổ vu, thổ vu đang bị định trong hư không thấy vậy, thì trong lòng nhảy lên một chút, thân thể nhất thời lạnh nửa người, muốn nói, nhưng lại bị cổ thần trói buộc hoàn toàn. Ngay cả miệng cũng không mở ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt thương cảm nhìn cổ thần để cầu tình. Cổ thần nói, thổ vu, ta và người cũng có duyên gặp mặt vài lần, tại cổ vu tộc, ta chỉ có danh nghĩa chiến thần. Trên thực tế, ta còn là tu sĩ nhân tộc, người phản bội cổ vu tộc, ta sẽ không giết người, thế nhưng... Ta đã có danh là chiến thần cổ Vu tộc, nếu đã gặp lại người cũng không thể để người tiếp tục làm sang làm bậy. Vậy tạm thời đem người giam giữ, mang về chiến thần điện, giao cho thần nữ cùng các vị đại Vu thẩm lý và phán quyết. Nghe xong nửa câu đầu, trong ánh mắt thổ Vu còn lộ vẻ mừng rỡ và cảm kích. Nhưng sau khi nghe được nửa câu còn lại, trong ánh mắt chỉ còn kinh hoàng. Trở lại chiến thần điện bị thẩm lý và phán quyết, hắn thân là đại Vu nên tự nhiên biết căn cứ theo tộc quy cổ Vu tộc, hắn sẽ phải chịu kết quả như thế nào. Cổ thần cũng mặc kệ trong lòng thổ Vu có nguyện ý không, trong mi tâm bắn ra một đoàn kim quang chính là vô thượng tiên bảo như ý linh lung bảo tháp tầng tháp thứ ba vừa mở ra cổ thần vung tay lên liền đen thổ vu nhốt vào bên trong cổ 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 chiến thần lúc này một thanh âm từ phía sau vang lên một vị cao thủ minh khiếu hậu kỳ trong 11 tu sĩ kia đi ra xoay người ôm quyền với cổ thần nhưng nhất thời lại không biết phải xưng hô ra sao đối phương là một vị cường giả độ hư bí cảnh trực tiếp gọi tên tựa hồ không lẽ phép nếu gọi là tiền bối thì trên thực tế tuổi tác cổ thần so với bất kỳ ai trong đám tu sĩ tại đây đều nhỏ hơn không ít mà gọi là cổ sát thần lại càng không thỏa đáng đây là hung danh thể nhân đặt cho cổ thần chỉ có khi cùng cổ thần tương truyền mới có thể trực tiếp gọi ra hung danh của gã cổ thần là độ hư cường giả dù cho toàn bộ 11 một người bọn họ liên thủ cũng không đỡ nổi một cước của hắn nên tự nhiên không muốn chiến đấu gì cả nghĩ tới nghĩ lui không biết gọi gì đánh kêu vài tiếng cổ nghĩ đến một thân phận khác của cổ thần là chiến thần cổ vu tộc chiến thần là một danh hiệu, lại không phải hung danh, nên cũng có thể dùng để xưng hô được. Cổ thần nghe vậy, xoay người nhìn lại tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ kia, nói, gọi ta có chuyện gì? Nhìn ánh mắt cổ thần, vẻ mặt tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ kia biển ao bất định, tựa hồ rất khó xử, nhưng lại có một cỗ lực lượng trói buộc hắn, làm hắn không thể không nói. Cổ thần không rảnh cùng hắn dây dưa nói, có chuyện gì thì nói mau. Tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ kia đành cắn răng, nói, cổ chiến thần, khối ngọc bội trên tay ngươi là mới đạt được từ tên thổ vu nọ, ngươi có thể trả lại cho chúng ta được không? hắn chỉ vào khối ngọc bội đen kỳ trên tay cổ thần lại nhắc đến vừa rồi thổ vu cùng năm tên minh khiếu trung kỳ giao chiến đoạn bảo vừa đen thổ vu nhốt vào tầng thứ ba của như ý linh lung bảo thác cổ thần cũng thuận lợi lấy khối ngọc bội đen kỳ trên người hắn còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ này đã mở miệng muốn đòi đồ cổ thần liếc mắt nhìn về phương nam xa xôi khẽ cười một tiếng giơ khối ngọc bội trong tay lên nói thứ này là ta là ta bắt thổ vu đoạt được từ trên người hắn ta mặc kẻ hắn từ đâu mà có chỉ biết là hiện tại nó là chiến lợi phẩm của ta nếu ngươi muốn có thể tới cướp đoạt từ trong tay ta khi ấy nó sẽ là của ngươi tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ về mặt lập tức trắng bệch nói tại tại hạ nào dám cổ chiến thần thứ này đối với chúng ta có tác dụng rất lớn mong ngoài dơ cao đánh khẽ trả lại cho chúng ta đi nhá cổ thân tỉ mỉ nhìn thoáng qua ngọc bội đen kịt trong tay cùng với khối ngọc bội hắn đoạt được từ tay đại đương gia thanh long chạy tuy rằng bề ngoài tương tự nhưng lại có khác biệt rất lớn đầu tiên mặt trên khối ngọc bội đen kịt này không có khắc chữ chỉ khắc một dòng nước đang chảy là tiêu chí của hắc thủy ma tông thời thượng cổ mà trên khối ngọc bội đoạt được từ tay đại đương gia thanh long chạy lại có khắc bốn chữ hắc thủy thao thao hắc thủy thao 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 tận thiên hạ đây là danh hiệu của hắc thủy đại đế ngày trước Có thủy thao 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 tận thiên hạ là câu khẩu hiệu của câu gia thánh đình nhưng khi ấy hắc thủy đại đế lại sấm hạ hắc thủy thao 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 tận thiên hạ y nói khi ấy hai bên câu gia thánh đình cùng hắc thủy đại đế không phải là bạn một khối ngọc bội kia có khắc bốn chữ hắc thủy thao thao rõ ràng so với khối ngọc bội không có khắc chữ này quý giá hơn nhiều Tuy rằng trên khối ngọc bội này khí tức của thượng cổ ma đế rất nặng, nhưng chỉ là một món bảo vật bình thường. Trên khối ngọc bội có khắc bốn chữ Hắc Thủy Thao thao tuy rằng khí tức đó rất mỏng, nhưng lại hiện lên uy thế của Hắc Thủy đại đế là một món vô thượng tiên bảo. Cổ thần biết, khối ngọc bội đen kịt trong tay này so ra kém khối kia, nên đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng hắn lại muốn biết, bên trong nó đến tôi cung ẩn chứa tác dụng gì, vì sao thổ vu muốn tới cướp giật? Cổ thần nói, khối ngọc bội này đối với các người có tác dụng gì, đối với ta sẽ vô dụng sao? Ngươi nói cho ta biết nếu thực sự là nó hữu dụng với ngươi lại vô dụng với ta ta liền trả lại ngươi được chứ cái này tên cao thủ minh khiếu hậu kỳ chân chờ một chút rồi nói khối ngọc bội này là để tiến vào một chỗ nói đến chỗ này tiếng nói của hắn chợt dừng lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía nam ánh mắt cổ thần đã sớm đi trước một bước chuyển hướng về phía phía nam chỉ thấy một bóng người xuyên qua hư không mà đến cướp đạp một đoàn xương trắng chính là một một vị độ hư cường giả giá vũ kỳ độ hư cường giả giá vũ kỳ ngay lập tức đến gần tốc độ cực nhanh mới nhìn còn đang ở ngoài mấy nghìn dặm trong chốc lát đã tới trước cổ thần năm nghìn trượng tăng tiền bối 11 cao thủ minh khiếu kỳ sắc mặt đại hỉ thân ảnh khẽ động đồng thời phi độn tới phía sau tên độ hư cương giả giá vũ kỳ tên cương giả giá vũ kỳ họ tàng chính là lão tổ tàng gia đại danh đế đình tăng khôn sơn từng cùng cổ thần giao thủ một trận ba vị lão tổ tàng gia lão đại tàng khôn huyền tu vi hư không sơ kỳ tại nghìn năm trước trợ giúp thánh đình tiêu diệt thánh địa thái hư cung thuận tiện cho trấn đông họ phủ thành lập đại danh đế đình lấy thánh đình trấn thủ đông phương đối kháng đông hoang yêu tộc khi tam tộc đại chiến tại danh đừng mũi chịu sao yêu tộc siêu cấp cường giả thiên hồ vương cùng táng khôn huyền đại chiến một hồi lưỡng bại câu thương thiên hồ vương thân thể mất đi nguyên thần đầu nhập huyết quan hồ đợi thời cơ đoạt xả sống lại tàng khôn huyền cũng bị trọng thương thọ nguyên không còn nhiều thế nhân đều cho rằng tàng khôn huyền đã chết lại không biết rằng hắn tiến nhập thánh địa bách thánh các dựa theo sinh tử bí cảnh tăng gấp ba lần thọ nguyên lại ăn vào một ít tiên đan linh dược, rốt cục chậm rãi khống chế được thương thế, dần dần hồi phục lại, trải qua hơn nghìn năm mới phục nguyên được. Lão nhị tàng khôn phàm, tu vi giá vũ hậu kỳ, khi tam tộc đại chiến, cùng yêu tộc cường giả Hoa Bảo Vương đánh một trận, Hoa Bảo Vương chết trận, con tàng khôn phàm cũng là trọng thương gần chết. Thế nhân đều cho rằng hai người đã đồng quy vu tận thực tế, tàng khôn phàm và tàng khôn huyền như nhau đều ẩn thân trong sinh tử bí cảnh, dựa vào thời gian gấp ba lần thọ nguyên mà sống như tàng khôn huyền tàng khôn phàm đều là độ hư cường giả mà thế nhân cho rằng đã chết trong sinh tử bí cảnh còn có một ít cường giả của các thế lực siêu cấp vào nghìn năm trước là thánh đình các đại đế đình hoặc là chư tử thế gia nho môn thánh gia nghìn năm trước tam tộc đại chiến trên cổ hoang đại lục đều có không ít độ hư cường giả tuy rằng tam tộc đại chiến khiến độ hư cường giả giảm mạnh nhưng số cường giả còn lại vẫn là không ít cũng chưa bị chết hết bất quá những cường giả còn sống đều là thân mang thương tích nguyên tổn hao nhiều cường giả nhân tộc không có tiến nhập thánh địa sinh tử bí cảnh, khi cường giả tiên tông cự phái không đến trăm năm đều hao hết thọ nguyên mà chết cả. tiến nhập sinh tử bí cảnh cũng có không ít cường giả thương thế quá nặng, tuy rằng còn ít hơi tàn gắng gượng được thêm mấy trăm năm, nhưng nay đều đã chết đi. nghìn năm trước, tàng gia có hai mươi cường giả độ hư bí cảnh, trải qua tam tộc đại chiến, cường giả còn sống chỉ có tám vị, sau lại tiến nhập sinh tử bí cảnh, ngay cả thọ nguyên gấp ba lần, vẫn có ba vị lần lượt bỏ mạng, chỉ còn lại có ba người tàng khôn huyền. Tàng Khôn Phàm Tàng Khôn Sơn Tàng Khôn Sơn xưng là Tàng gia Tam lão, trong đó, lão Tam tàng, tàng Khôn Sơn thương thế nhẹ nhất, tu vi khôi phục nhanh nhất, trăm năm trước đã khôi phục rất khá, mà Tàng Khôn Phàm và Tàng Khôn Huyền đều thụ thương quá nặng, trải qua ngàn năm thương thế vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục do đó, khi Tàng gia gặp nạn là lão Tam tàng, tàng Khôn Sơn từ sinh tử bí cảnh chạy ra, qua 60 năm lại gặp lại cừu nhân, trong ánh mắt Tàng Khôn Sơn nhìn cổ thần ẩn chứa nộ hỏa cùng sát ý vô tận, cổ thần Ánh mắt Tàng Khôn Sơn chăm chú nhìn vào khuôn mặt cổ thần, một lát mới mở miệng quát hài chữ một cổ sát ý răng trào đến cực điểm hầu như bao phủ toàn bộ không gian giữa hai người sát ý vô tận tựa hồ khiến không gian bị vặn vẹo cổ thân vẻ mặt mình thả nhìn tàng khôn sơn vừa không có vẻ cửu hận lại cũng không có vẻ hưng phấn đối với tàng gia trong lòng cổ thần từ lâu đã không còn thù hận này trước tàng thiên cớ chết ở trong tay hắn tăng tiêu chuẩn cũng chết trong tay hắn tăng tiêu viễn tàng tiêu vân tàng chân cơ tàng ngọc cơ tàng hồng cơ tàng vạn cơ còn có mấy vạn tu sĩ tàng gia đều chết ở trong tay hắn cho dù có thiên đại thù hận cũng nên kết thúc